Hồ sơ mật dinh độc lập, chương 11, Hồi hương. Vào khoảng giữa tháng 5, 1973, Hưng được Tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa cho biết Tổng thống muốn mời anh về Sài Gòn để tham khảo ý kiến. Trên đường về, anh ghé qua Paris để thăm người anh cả là Cha Phong, một học giả của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp. Cha Phong đã trở thành gia trưởng kể từ khi ông thân sinh Hưng mất vào năm 1954. Theo truyền thống Việt Nam, mọi người phải tham khảo với người gia trưởng về những quyết định quan trọng như việc học hành, hôn nhân, nghề nghiệp hay buôn bán. Cha Phong đưa anh đi dự thánh lễ ban mai để tìm chút nguồn soi sáng. Hưng quỳ gối một giờ trước bàn thờ tại một thánh đường nhỏ ở Ivry-sur-Seine, ngoại ô Paris. Khi Cha Phong làm lễ bằng tiếng Latin, anh bàn với cha về những khó khăn mình sẽ gặp nếu quyết định trở về Sài Gòn giúp nước. Gia đình anh sẽ phải ở lại Washington vì Christine, người con gái đầu bị suyễn nặng, cần được chăm sóc thuốc men cẩn thận. Mấy đứa con của anh còn quá nhỏ, lại còn bị chứng suyễn. Cha Phong khuyên Hưng nên hy sinh những chuyện cá nhân và về Sài Gòn để phục vụ đất nước. Hưng tuân theo lời khuyên nhủ của người anh cả. Hồi tháng 9, 1945, khi Cha Phong còn là một sinh viên ở Đại chủng viện Hà Nội, vì giỏi nhất lớp, ông đã được cử đứng lên đại diện công giáo ủng hộ cuộc cách mạng tháng 8 tại nhà thờ chính tòa. Tháng 9 năm đó, Hồ Chí Minh và nhân viên chính phủ đã đến nhà thờ này để đăng quang nền độc lập vừa mới giành lại của Việt Nam và nghe Cha Phong hùng hồn ca ngợi chánh nghĩa. Cha đã nói lên vai trò của giáo hội đối với nền độc lập của Việt Nam. Nhìn thẳng vào mặt Hồ, Phong nói: "Dân công giáo chúng tôi sẽ cùng toàn thể nhân dân ủng hộ và theo đuổi cuộc tranh đấu chống thực dân." Vài tháng sau, Cộng sản thẳng tay đàn áp giáo hội và giải tán chủng viện, khiến Cha Phong phải trốn về vùng quê. Ông trở về Hà Nội năm 1949 khi Pháp chiếm lại thành phố này. Năm 1952, ông quyết định sang Pháp để tiếp tục học, lấy bằng tiến sĩ. Hai người tưởng nhớ tới một người anh nữa là Nguyễn Hữu Chỉnh, một người đã ủng hộ phong trào Việt Minh ngay từ đầu. Sau cách mạng tháng 8 1945, Chỉnh lúc đó là chủ tịch sinh viên của một trường học công giáo nổi danh, đã hướng dẫn sinh viên biểu tình trước tòa giám mục Thanh Hóa để đòi giám mục người Bỉ và những người giáo sĩ người Pháp phải trả lại giáo hội Việt Nam cho người Việt Nam. Chỉnh bị trục xuất khỏi trường và cha ông thất vọng vô cùng. Năm 1946, Cộng sản tịch thu đất đai của nhà thờ, khởi sự phong trào cải cách ruộng đất và bắt giam những nhà lãnh tụ quốc gia. Cái vỏ bên ngoài của phong trào quốc gia đoàn kết chống Pháp bị xé rách tan và Cộng sản nắm trọn chính quyền. Vào năm 1949, Chỉnh cùng người anh họ là Trần Kim Tuyến đi thuyền trốn về Hà Nội. Nhưng chẳng may chiếc thuyền bị bão đánh gần chìm. Họ chèo lái được vào bờ và gặp ngay một toán tuần tiểu Cộng sản địa phương. Hai người vội đào lỗ rồi chui trốn xuống bãi cát để chỉ ló hai lỗ mũi để thở. Gia đình Hưng giúp họ mua một chiếc thuyền khác, chèo ra biển và họ được một chiếc tàu Pháp cứu đem về Hà Nội. Ông Tuyến, người bé nhỏ nhưng đầy khả năng, với đôi mắt tinh anh đã trở thành người đứng đầu cơ quan tình báo dưới thời Ngô Đình Diệm. Chỉnh, một giáo sư văn chương Pháp, về dạy tại trường Khải Định và Đồng Khánh Huế. Sau đó, vào Sài Gòn năm 1952, khi ông Diệm lên nắm chính quyền, Chỉnh được bổ làm Đổng lý Bộ Giáo dục. Sau đó, ông được bầu vào chức vụ dân biểu và giữ một vai trò quan trọng tại Quốc hội đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa. Tháng 2, 1963, Tổng thống Diệm, trong ý hướng muốn trở lại với Pháp và dần dần lánh xa Mỹ, đã cử ông tham gia phái đoàn Trương Vĩnh Lễ sang Pháp để điều đình hợp tác kinh tế và văn hóa. Các ông đã gặp riêng Tổng thống De Gaulle, Thủ tướng Pompidou và Ngoại trưởng Couve de Moville rất lâu và đạt nhiều kết quả. Nhưng chuyến đi của ông đã đổ thêm dầu vào lửa bất mãn của Mỹ đối với chính phủ Diệm.
Ông phục vụ tại Quốc hội cho tới năm 1963, khi Tổng thống Diệm bị lật đổ. Sau đó, ông sang Pháp, với sự trợ cấp $100 một tháng của Hưng, học lấy bằng tiến sĩ chính trị học tại Sorbonne năm 1971. Ông về Sài Gòn năm 1972 và được ông Thiệu bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục. Về lại Bộ, Chỉnh phàn nàn với một người bạn về nạn tham nhũng lan tràn trong ngành giáo dục. Muốn nhập học một trường trung học công lập hoặc muốn đi du học thường phải đút lót tiền bạc. Đi học ngoại quốc không những đã đoạt được bằng cấp trọng dụng mà còn được trốn lính nữa. Chỉnh muốn chống lại nạn tham nhũng đó bằng cách thành lập một hội đồng hàng tháng họp để duyệt xét đơn xin du học. Mỗi đơn xin phải niêm phong và chỉ được mở trước hội đồng. Sự chấp thuận dựa vào khả năng sinh viên thay vì uy thế gia đình hay tiền bạc. Hệ thống đó chạy đều được 3 tháng đầu. Một hôm, Tổng thư ký Bộ Giáo dục vắng mặt và Chỉnh vào văn phòng ông này để tìm một hồ sơ cần xem. Thay vì tìm được hồ sơ đó, Chỉnh lại thấy một hồ sơ khác gồm gần 100 đơn xin du học. Tất cả đều được duyệt xét thẳng bởi ông Tổng thư ký, không qua hội đồng. Chỉnh trình lên ông bộ trưởng và đòi đuổi ông tổng thư ký vì tội tham nhũng. Ông bộ trưởng cười và nói: "Khi ta có một chỗ ngồi trên ghế, ta nên nhấc chân lên, khoanh chân lại và đừng nhìn xuống dưới, để mặc cho lũ chuột nó chạy." Chỉnh thất vọng vô cùng. Mùa thu năm 1972, ông qua đời sau một trận cúm trầm trọng. Nhiều người, kể cả gia đình ông, đã đặt nghi vấn về cái chết của ông. Hưng về Sài Gòn cuối tháng 5 1973. Thành phố trông có vẻ yên tĩnh khác thường. Phi trường Tân Sơn Nhất không còn rộn rịp máy bay lên xuống yểm trợ cho chiến tranh như những lần trước Hưng về Sài Gòn. Không còn đại bác chớp sáng trong đêm. Không khí có vẻ bớt căng thẳng và đành cam chịu, vì tin đồn Việt Cộng sẽ đặt bộ chỉ huy ở ngay phi trường Tân Sơn Nhất. Báo chí đăng hình Việt Cộng đang sắp xếp văn phòng ở phi trường và loan tin chúng từ nay có thể lái xe tự do quanh thành phố. Đó là lần đầu tiên dân chúng Sài Gòn nhìn thấy Việt Cộng kể từ trận tổng tấn công hồi Tết Mậu Thân 1968. Hồi đó, Việt Cộng xâm nhập thành phố, đem súng AK-47 bắn bừa bãi, đốt nhà cửa và vận động dân chúng tổng nổi dậy. Sự có mặt của Việt Cộng ở đây khiến bà thân sinh Hưng hỏi anh có phải họ sẽ vào chiếm thành phố khi quân Mỹ đi rồi chăng? Bà cụ làm cổ để mừng Hưng trở về. Bà chọn con gà mập nhất trong số 6 con bà nuôi lấy, đem nấu và luộc tiết gà cho Hưng nhấm nháp. Bà cũng đem ra 2 chai rượu whisky hay cho hai của một người Mỹ thuê nhà biếu, mà bà đã dành để dành mãi. Bây giờ thì Mỹ đi rồi, những thứ này không còn nữa. Cô vợ hờ của người Mỹ thường sang thăm bà và hỏi xem có tin tức gì của chồng cô hay không. Má Hưng thường nói chuyện gia đình và lấy làm tiếc đã không để lại nhiều tiền bạc cho con cái. Cha Hưng mất ở Sài Gòn và cả gia sản của ông, kể cả hàng trăm mẫu ruộng, còn để lại ngoài Bắc. Gia đình bàn đến chuyện Hưng về hẳn Sài Gòn và gợi ý có lẽ Hưng nên thỉnh thoảng về Sài Gòn để chính phủ tham khảo ý kiến hơn là nhận một chức vụ thường xuyên trong chính phủ. Ai sống ở Sài Gòn cũng sợ Việt Cộng pháo kích ban đêm. Mỹ đi rồi và nhiều phòng trà đã đóng cửa, gợi lại quang cảnh hồi năm 1954 khi Hưng mới ở Bắc vào Sài Gòn. Vẻ yên tĩnh và trang nghiêm của thành phố đã vãn hồi, nhưng nỗi lo âu vẫn còn đó. Hôm sau, Hưng gửi phiếu trình lên ông Thiệu là mình đã về, nhưng 3 tuần sau vẫn không nhận được tin tức gì. Trong khi chờ đợi, Hưng đến gặp Nguyễn Văn Ngân, phụ tá chính trị của ông Thiệu. Ngân là một người hoạt động chính trị có nhiều mưu mô, giúp Thiệu trong vấn đề liên lạc với Quốc hội. Ngoài ra, Ngân còn là động cơ chính của Đảng Dân Chủ, một bộ máy chính do Thiệu lập lên với sự ủng hộ của Hoa Kỳ để đương đầu với ý thức hệ cộng sản. Ngân và Hưng so sánh Đảng Dân Chủ này với Đảng Cần Lao Nhân Vị của Tổng thống Diệm. Hai người đồng ý rằng thông điệp của Đảng Cần Lao quá trừu tượng và bí ẩn, không được quần chúng thiết tha mấy.
Thiệu muốn phát triển một ý thức hệ chính trị, lấy dân chủ làm căn bản, có tác dụng hơn là tuyên truyền của Cộng sản. Đảng Dân Chủ còn là một phương tiện để Thiệu củng cố quyền hành, thế nhưng đảng đó chưa bao giờ phát triển thành một tổ chức sâu rộng, có sự ủng hộ của đa số quần chúng. Thay vào đó, đảng này chỉ có tính cách tượng trưng và một phần nào đã trở thành một thứ dụng cụ để che chở và vay trả chính trị. Tiền đóng góp vào đảng thường có mục đích trục lợi. Một trong những mối lợi to nhất và xin được giấy phép nhập cảng tài trợ bằng ngoại tệ. Mặt khác, những chức vụ như tỉnh trưởng, quận trưởng, quản trị viên, những hãng công quản, giám đốc quan thuế, quận trưởng, quận năm, cảnh sát ở chợ lớn lại thường được dàn xếp qua văn phòng thủ tướng. Khi gặp Ngân, Hưng thấy ông có vẻ hăng say trong việc chống tham nhũng. Có lần, Hưng nghe thấy Ngân đặt vấn đề với ông Thiệu trên điện thoại về cách thức diệt trừ tham nhũng ở các tỉnh. Có vẻ như ông muốn biểu diễn với Hưng. Ngân nói với anh về chỉ thị của Tổng thống cho quyền ông cách chức những ông quận trưởng và tỉnh trưởng tham nhũng. Ngân thực sự có cách chức vài quận trưởng, nhưng chỉ loại hạm nhỏ, còn loại hạm bự thì ông khó mà dớ tới được. Một trong những hành động tham nhũng tai hại nhất là vấn đề lính ma, lính kiển. Lính kiển là loại lính trả tiền cho cấp trên để được ở nhà khỏi ra mặt trận. Lính ma là loại lính có tên trong sổ lương sau khi họ đã chết hay thuyên chuyển đi nơi khác và tiền lương của họ đã vào túi cấp chỉ huy. Trong khi Ngân phàn nàn với Hưng về nỗ lực bị giới hạn của đảng Dân Chủ trong việc tiểu trừ tham nhũng, thì Ngân lại cố gắng thuyết phục anh gia nhập đảng này. Ngân nói, ta cần những người hăng say và có đầu óc mới để xây dựng đất nước này. Và thêm rằng, ông cần thêm đồng chí để cùng nhau thuyết phục ông Thiệu thay đổi đường lối lãnh đạo. Việt Nam Cộng Hòa đang ở trong tình thế mới. Vì đình chiến và sự giảm bớt ảnh hưởng của Hoa Kỳ, chính phủ không còn có thể nhờ người Mỹ lo giùm mọi chuyện như trước nữa. Trong khi đó, theo Nhã, thì an ninh cũng đang cố gắng thuyết phục. Xin lỗi, thì anh cũng đang cố gắng thuyết phục ông Thiệu phải thay thế Thủ tướng Trần Thiện Khiêm và Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên vì họ bất lực. Nhưng ông Thiệu do dự không muốn làm. Cả hai ông đều là đại tướng và là những phần tử trung thành. Nếu thay họ, Thiệu sợ có thể mất chỗ đứng. Nhã phàn nàn với Thiệu vì chính phủ bị bao vây bởi tinh thần quan lại mới nên không làm được gì cả. Lại nữa, từ bao năm qua, lớp người lãnh đạo cũ đã quá quen thói ỷ lại vào Mỹ, để Mỹ làm hết từ vấn đề dân sự tới kinh tế, quân sự. Ngân tin tưởng rằng đảng Dân Chủ sẽ nắm vai trò quan trọng trong việc xây dựng một lớp cán bộ mới. Ngân giải thích với Hưng, miền Nam Việt Nam cần một tổ chức chính trị mạnh mẽ để đương đầu với Cộng sản Bắc Việt. Dân Chủ Hoa Kỳ là một khái niệm mù mờ chẳng ai hiểu được cả. Ta phải xây dựng đảng Dân Chủ để truyền bá tư tưởng và định chế dân chủ một cách bình dân, mong quần chúng có thể thông hiểu được. Thấy Ngân tha thiết, Hưng phát biểu. Tôi đồng ý với anh. Từ lâu tôi vẫn nghĩ rằng phải Việt Nam hóa nền dân chủ, phải trả lại quyền hành cho dân chúng bằng cách là đẩy mạnh ý tưởng phép vua thua lệ làng. Ta có thể xây dựng dân chủ bằng cách đặt nặng việc dân chúng tham gia vào chính trị ở cấp làng, xã và phải làm cả hai mặt, vừa chống cộng, vừa xây dựng dân chủ. Vì nếu chỉ chống cộng không thôi thì không hữu hiệu. Người miền Nam không có kinh nghiệm cay đắng về Cộng sản như người Bắc, nên không nhìn thấy hiểm họa Cộng sản như mình chiếu phóng. Ngân thuyết phục. Anh là một giáo sư và một lý thuyết gia tốt, anh nên tham gia. Hưng cãi lại, mình là một chuyên viên chứ không phải chính trị gia. Nhưng sau nhiều lần thảo luận với Ngân, Hưng ngã theo ý ông. Ngân lý luận, bây giờ anh đã về Sài Gòn làm việc cho chính phủ, thì anh phải là một phần tử của một cơ chế chính trị để có hậu thuẫn và có thể làm việc đắc lực chứ. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của Thư viện audio.net. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí
và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Hừng cố liên kết tinh thần dân chủ Hoa Kỳ với văn hóa Việt Nam. Sau nhiều năm ở Hoa Kỳ, anh đã hiểu được phần nào guồng máy dân chủ phức tạp. Bây giờ, đến lúc phải phối hợp những điểm tốt của dân chủ với truyền thống Việt Nam. Hưng nói chuyện với Ngân về kinh nghiệm của mình hồi năm 1955 khi còn là một học, khi còn là một sinh viên. Hồi đó Chỉnh là anh ruột Hưng đang làm việc cho Tổng thống Diệm. Trong cuộc trưng cầu dân ý lựa chọn giữa Ngô Đình Diệm và cựu Hoàng Bảo Đại, Hưng đã được cử tới khu định cư đồng bào Công giáo di cư ở phía Bắc Sài Gòn để cổ động bầu phiếu cho Ngô Đình Diệm. Công tác đầu tiên là phải thuyết phục dân chúng tham gia bầu cử. Hưng đã mượn hai cuốn phim tài liệu về canh nông và đời sống Mỹ ở phòng thông tin Hoa Kỳ để chiếu làm mồi cho dân chúng tới xem và vận động họ. Hưng mượn tiền để dành Tết của người chị, thuê một cái máy điện để chiếu phim. Dân khu định cư này ở cách Sài Gòn 30 dặm về phía Bắc, chưa bao giờ được xem phim có âm thanh cả, vì khu này không có điện. Chiếc máy điện nổ vang rền thắp sáng trưng ba bóng đèn, làm sân nhà thờ thêm tưng bừng và cung cấp điện cho chiếc máy phóng thanh cầm tay đã có tác dụng mạnh. Dân làng tụ tập để xem phim trong bầu không khí vui vẻ, nhộn nhịp, và Hưng cất tiếng. Trước khi chiếu phim, tôi xin thông báo một việc quan trọng để cả làng cùng rõ. Chúng ta sẽ bầu vị tổng thống thay thế Hoàng đế Bảo Đại. Dân chúng dường như không hiểu lời nói đó. Một bà già kính cẩn nói với Hưng: Thưa ông, tổng thống là gì vậy? Đối với đám dân này, Bảo Đại vẫn là vị hoàng đế. Họ ngạc nhiên khi nghe Hưng nói đến tổng thống, danh từ mới chỉ người lãnh đạo Việt Nam. Bà già nói tiếp với vẻ ngạc nhiên: Tôi mà làm sao chọn hoàng đế được? Ngày xưa chỉ nhìn mặt ngài, ta đã có thể bị phạt rồi. Hưng tiếp tục giải thích rằng dưới chế độ Ngô Đình Diệm, ta có quyền chọn một nhân vật cai trị mới, gọi là tổng thống. Bằng lối giải thích giản dị, Hưng cố nói cho dân làng biết phân biệt chế độ cũ và chế độ mới. Ngày xưa, quyền vua là thiên mệnh, ở trên trời ban xuống. Ngày nay, quyền là của nhân dân. Và cứ thế, Hưng đã lái buổi nói chuyện vào việc phân biệt Ngô Đình Diệm không phải với Bảo Đại, mà là với Hồ Chí Minh. Dân làng cho là nếu bầu cho Ngô Đình Diệm là được ở lại miền Nam và hưởng sự trù phú của thế giới tự do, như cuốn phim mô tả: gạo Louisiana, khoai tây Idaho, lợn gà Kansas, trâu bò Texas. Phiếu cụ Diệm màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn đã thắng thế rõ ràng. Lá phiếu màu xanh lá cây của Bảo Đại tượng trưng cho sự bất hạnh. Trên đường xây dựng dân chủ, Hưng nghĩ rằng Bắc Việt có lợi điểm hơn. Họ giải thích rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ loại trừ địa chủ và tư bản để giúp người nghèo, lấy ruộng đất của người giàu cho người nghèo. Ai nghe cũng có thể hiểu được. Hưng nghĩ cách làm sao để chủ nghĩa dân chủ trở nên hấp dẫn hơn đối với người Việt Nam. Làm sao có thể giải thích được rằng quyền hành là từ dưới đi lên, từ sự thỏa thuận của người bị trị trao cho người trị nước ở bên trên. Anh nghĩ tư tưởng dân chủ Hoa Kỳ có thể cũng phù hợp với truyền thống Việt Nam, nhưng quan niệm rằng quyền hành là do một khế ước xã hội như kiểu Rousseau là một quan niệm xa lạ đối với người Việt. Có lẽ dân chủ hiểu theo nghĩa bình quyền trước pháp luật sẽ hấp dẫn hơn. Nó phù hợp với quan niệm tứ hải giai huynh đệ của Phật giáo và quan niệm mọi người đều là con chúa của Công giáo. Người dân phải thay đổi lối suy nghĩ cũ và áp dụng lối mới. Trên dưới không ai có quyền vi phạm luật lệ cả. Theo truyền thống Việt Nam, người có tiền thường hay có đặc quyền và có thể mua được luật lệ. Nhiều khi chỉ nhắc tới tên của một thượng cấp cũng đã có thể gây ảnh hưởng được rồi. Một trong những câu chuyện pha trò ưng ý của ông Thiệu trong lúc trà dư tửu hậu với các tổng bộ trưởng là câu chuyện một mệnh phụ lái xe quá tốc độ bị cảnh sát chặn lại. Bà ta vội vã nói phải vô dinh gấp để ăn trưa với tổng thống và được thả cho đi. Lẽ dĩ nhiên, bà này chẳng bao giờ đến Dinh Độc Lập cả. Một buổi chiều chủ nhật, ngay khi vừa được bổ nhiệm tổng trưởng,
Hưng lái xe Toyota riêng của anh để đưa gia đình ra vùng quê chơi. Người cận vệ đi xe Honda theo sau. Khi đến cầu, cảnh sát thấy xe tư nhân chặn lại để thu thuế cầu. Anh đang móc túi trả tiền thì người cận vệ phóng xe tới hỏi cảnh sát. Anh làm gì đó? Tôi thu thuế cho chính phủ. Người cận vệ chỉ vô xe. Chính phủ đây chứ còn đâu nữa? Ổng đó, ổng đó. Người cảnh sát đứng thẳng người chào và làm hiệu để xe đi qua. Nhưng Hưng vẫn cứ nộp thuế và chào lại người cảnh sát. Về tới nhà, anh phải khéo léo giải thích cho lính cận vệ biết rằng tất cả mọi người đều phải nạp tiền thuế qua cầu. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Hàng ngàn năm bị tàu đô hộ và 80 năm dưới chế độ Tây đã làm cho người Việt Nam bị đè ép và bị gài vô những hệ thống đặc ân và đặc quyền. Nền dân chủ Mỹ nhấn mạnh vào quyền cá nhân, nhưng Hưng nghĩ phải nhấn mạnh cả bổn phận công dân nữa. Quan niệm về bổn phận quân thần phu phụ, phụ tử là căn bản cho giá trị Việt Nam, bắt nguồn từ truyền thống Khổng Tử. Quyền công dân là một quan niệm xa lạ đối với người Việt Nam. Người Việt ngạc nhiên tại sao người Mỹ quá xúc động trước câu nói của Tổng thống Kennedy trong ngày lễ nhậm chức. Đừng hỏi những gì quốc gia làm được cho mình, phải hỏi mình làm gì được cho quốc gia. Theo anh, câu nói đó hàm ý đừng hỏi về quyền lợi cá nhân của mình, mà phải nghĩ đến bổn phận công dân trước đã. Đó chẳng qua là tiêu chuẩn thông thường ở Á Đông. Ngân tán thành ý tưởng của Hưng và hứa cho Hưng một tương lai sáng lạng trong đảng Dân Chủ. Hoạt động đảng phái chính trị đã bị ngừng trệ từ ngày Ngô Đình Diệm mất đi. Bây giờ, trong giai đoạn đình chiến, miền Nam phải có một ý thức hệ vững chãi hơn để đương đầu với Cộng sản. Ngân yêu cầu Hưng khai vào phiếu gia nhập đảng. Ngân cho biết hiện giờ ông Thiệu đang bận và không được vui, nhưng cũng cố gắng dàn xếp buổi lễ chấp nhận Hưng gia nhập đảng Dân Chủ. Cuối cùng, Ngân đưa Hưng vào văn phòng ông Thiệu. Cờ đảng nền vàng ngôi sao đỏ cắm sau bàn giấy đã sẵn sàng cho buổi lễ. Thấy Hưng, Thiệu xin lỗi đã không thể gặp anh sớm hơn được. Hưng lấy làm lạ. Trước khi hội kiến với Thiệu, anh đã phải ký giấy gia nhập đảng. Rõ ràng, anh đã được tuyển dụng không phải chỉ là một chuyên viên kỹ thuật mà thôi. Ngân yêu cầu Hưng đứng nghiêm và bắt đầu trịnh trọng lên tiếng. Kính thưa ông Chủ tịch, tôi xin bắt đầu buổi lễ tuyên thệ. Hưng đứng thẳng người, Ngân với giọng nói trang nghiêm. Kính thưa ông Chủ tịch, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, xin gia nhập đảng. Thiệu yêu cầu Hưng tuyên đọc lời thề trung thành với quốc gia và đảng và triệt để chống cộng. Hưng chấp nhận. Thiệu nói, tôi chính thức chấp nhận đồng chí gia nhập đảng. Ngày sau buổi lễ, ông Thiệu đã nhận báo cáo đầy đủ về tin tức cuối cùng từ Paris. Thiệu tỏ vẻ lo ngại về những khó khăn của đại sứ Việt Nam đối với Kissinger. 4 tháng sau khi ký hiệp định Paris, Sài Gòn và Washington vẫn còn tranh chấp về những điều khoản trong bản hiệp định đó. Từ cuối tháng 5, Việt Nam Cộng Hòa đã gặp nhiều khó khăn ở Paris với Kissinger, và tại Dinh Độc Lập, nhiều người đã nhạo báng Kissinger là ông tiến sĩ Do Thái, với giọng bài trừ Do Thái, lấy Kissinger là một mẫu người tiêu biểu. Ngày 5 tháng 6, Thiệu gọi Hưng vào văn phòng để bàn luận về vai trò của Hưng trong chính phủ. Vẻ lạc quan của Thiệu khi Hưng gặp ông ở nhà khách Blair House, Washington đã biến mất. Thiệu tỏ vẻ ưu tư, lo ngại khi Hưng trình bày kế hoạch thông tin ở Washington. Thiệu nói, hãy xếp chuyện phòng thông tin lại. Tôi cần một kinh tế gia ngay, vì anh chưa quen với guồng máy chính trị ở Sài Gòn. Tốt hơn hết là tôi cử anh vào chức vụ phụ tá đặc trách về tái thiết kinh tế cho tôi. Thiệu nói có được nghe Ngân kể lại ý kiến của Hưng về việc xây dựng lại guồng máy chính quyền tại miền Nam. Hưng cảm thấy tinh thần và trách nhiệm nặng nề và nói với Thiệu, tuy anh sẵn sàng phục vụ quốc gia, nhưng anh cần vài ngày để bàn chuyện này với gia đình. Khi anh đề cập vấn đề thì gia đình lại khuyên anh đừng về Việt Nam. Người anh rể nói, nếu chú ở Hoa Kỳ, có ngày chú còn cứu được gia đình.
Nếu chú ở đây, có ngày gia đình phải cứu chú. Hưng nghĩ ngợi về quyết định của mình. Nếu đất nước còn có cơ hội tồn tại, ta phải làm tất cả những gì có thể làm được để cứu vãn. Nếu chỉ có một hay hai năm nữa, thì đây là một cơ hội cuối cùng để phục vụ xứ sở. Dù trường hợp nào đi chăng nữa, thì đây cũng là cơ hội hiếm hoi được trực tiếp phục vụ bên cạnh Tổng thống trong việc kiến thiết lại nền kinh tế quốc gia. Hai ngày sau, Hưng trở lại Dinh Độc Lập bằng lòng nhận việc sau khi trở về Hoa Kỳ để thu xếp gia đình. Thiệu đồng ý và ký nghị định bổ nhiệm anh vào chức vụ phụ tá về tái thiết và phát triển. Thiệu mời Hưng ở lại dinh dùng cơm buổi tối và tỏ vẻ rất cảm kích về lòng yêu nước và những đóng góp của anh trong mấy năm qua, cũng như những kế hoạch phục hồi kinh tế. Anh được xếp vào hàng đại sứ trong chuyến trở về Washington và quay về lại Sài Gòn. Vì trong chức vụ mới, lương anh chỉ tương đương với $250 một tháng. Không có cách nào có tiền gửi sang giúp đỡ gia đình được. Nên anh sắp xếp để gia đình từ bỏ căn nhà 5 phòng ngủ và rời về ở với vợ chồng người em Hưng là Nguyễn Hữu Trí trong một căn nhà khiêm nhượng tại quận Arlington. Trí đã hăng hái giúp đỡ để anh về giúp nước. Hưng không dám đem người con gái về Sài Gòn, sợ rằng khí hậu ẩm thấp sẽ làm cho bệnh suyễn trầm trọng thêm. Hưng nói với hai trẻ nhỏ rằng cha chúng phải về xứ để phục vụ. Christine lúc đó 6 tuổi và Daniel lên 3, không cách nào hiểu nổi tình cảnh. Tại Tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa, ông đại sứ mở một cuộc tiếp tân thịnh soạn tiễn đưa Hưng hồi hương. Chiếc xe Mercedes màu đen có tài xế lái đi thăm viếng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Cơ quan Phát triển Quốc tế và Ngũ Giác Đài trước khi trở về Sài Gòn vào giữa tháng 8. Ở Sài Gòn, Hưng được dành một văn phòng trong Dinh Gia Long cạnh Dinh Độc Lập. Trước đây là phòng làm việc của ông Ngô Đình Nhu, sau đó là bàn giấy của ông Thiệu lúc ông này làm Chủ tịch Hội đồng Quân nhân hồi 1965. Hưng đã được chọn chỗ cho văn phòng làm việc và bạn bè anh khuyên nên lấy một phòng nhỏ trong Dinh Độc Lập, cạnh Thiệu. Tuy nhiên, anh lại thích lối kiến trúc nghệ thuật cổ xưa của Dinh Gia Long, do người Pháp xây, đồ đạc toàn bằng gỗ mun hay sơn mài và những chiếc bình sứ cổ, nhiều bình còn hàn vết đạn trong cuộc tấn công lật đổ ông Diệm. Chiếc bàn giấy bằng gỗ trắc trước của viên toàn quyền Pháp cần đến 12 người lính mới khiêng nổi. Thiệu chỉ thị cho Hưng phải phối hợp viện trợ tái thiết và toàn bộ chính sách kinh tế và tài chánh. Hưng có nhiệm vụ trình giải pháp lên cho Thiệu. Anh giải thích hoạt động của Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Hoa Kỳ. Thiệu chỉ thị thành lập một hội đồng tương tự cho Việt Nam. Ưu tiên thứ nhất của anh là chống nạn thất nghiệp trầm trọng gây ra bởi sự ra đi của người Mỹ. Gần 2 triệu người không có công ăn việc làm, tương đương với 30% của tổng số lao động. Tất cả những người làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp với các cơ sở Hoa Kỳ nay đã bị sa thải và mất lợi tức. Trong thời kỳ chiến tranh, dân số Sài Gòn đã từ 500.000 tăng lên 4 triệu. Một khi dân đã định cư ở Sài Gòn, đa số không muốn trở về nguyên quán nữa, dù bị thất nghiệp. Khi quân đội Hoa Kỳ còn ở Việt Nam, nền kinh tế đã có một mức thịnh vượng quá sức tưởng tượng. Chính Hưng đã nhìn thấy những tờ giấy bạc $100 lần đầu tiên vào năm 1971 trên chuyến máy bay từ Mỹ về Sài Gòn do một hành khách ngồi bên cạnh mang ra đếm. Ở Sài Gòn, giấy $100 hồi đó đã không hiếm. Người Mỹ dùng nó để cho gái và trả tiền thuê nhà. Hơn nửa triệu người Mỹ, mỗi người trung bình tiêu $400 hoặc $500 một năm cho những dịch vụ hàng ngày của họ. Bỗng trong chốc lát, những đồng đô la đó biến mất. Là một kinh tế gia, Hưng nhìn thấy ảnh hưởng kinh tế trầm trọng của việc này. Mỗi đồng đô la của Mỹ không tiêu nữa, làm lợi tức bị mất mát đi tới 2-3 đồng. Hưng hết sức ủng hộ và thúc đẩy các chương trình canh nông của các bạn đồng nghiệp, nhằm thu hút nhân công mà không phải đầu tư lớn. Khẩu hiệu người cày có ruộng được đẩy mạnh. Tuy nhiên, chương trình tái thiết vừa khởi sự thì Cộng sản đã bắt đầu hoành hành khắp nơi để phá hủy.
Chúng bắt đầu đặt mìn trên những trục lộ chính và gây rối loạn tại những khu vực vựa gạo của Việt Nam. Để cản trở việc tiếp tế gạo cho Sài Gòn, chúng đặt mìn và bắn xẻ xe vận tải trên quốc lộ 4 với mục đích cô lập Sài Gòn. Giá gạo bắt đầu tăng vọt từ mùa thu 73 vì khan hiếm. Chính phủ phải dồn hết nỗ lực để tiếp tế gạo cho quân đội và dân chúng đô thị trong thời gian này. Vấn đề gạo trở nên đề tài số 1 trong các buổi họp nội các, chiếm hết bao nhiêu thời giờ cần thiết cho các vấn đề quan trọng khác. Hưng được nếm mùi vị hành chánh khi định bổ nhiệm một người bạn học thời trung học là Cung Tiến vào bộ tham mưu của anh. Cung Tiến đã du học về ngành kinh tế từ Úc và Anh. Tiến cũng là một nhà soạn nhạc và chuyển ngữ nhiều tác phẩm nổi tiếng ngoại quốc sang tiếng Việt. Đề nghị bổ nhiệm bị văn phòng phụ tá an ninh phủ tổng thống khước từ, với lý do Tiến là phần tử thiên tả. Hưng phản đối và trình lên tổng thống Thiệu. Thiệu quyết định ngược lại phòng an ninh. Sau này, Hưng dò hỏi mới biết rằng đề nghị bổ nhiệm bị khước từ vì trong hồ sơ cũ của Tiến có ghi là Tiến đã dịch sách Nga, đó là cuốn Một ngày trong cuộc đời của Ivan Denisovich của Solzhenitsyn mà anh dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Quyển truyện mô tả đời sống trong cải tạo Xô Viết nói lên một cách hùng hồn và cảm động sự thắng thế của tâm hồn con người trước chủ nghĩa cộng sản. Nhưng phòng an ninh chỉ biết đó là cuốn sách của người Nga và tác giả hiện sống tại Nga. Solzhenitsyn bị trục xuất khỏi Nga năm 1974. Viên phụ tá an ninh, tướng Đặng Văn Quang, nhớ mãi câu chuyện qua mặt của Hưng và bắt đầu bóng gió, gọi Hưng là ông giáo sư Hoa Kỳ trước mặt Thiệu, ám chỉ Hưng là nhân viên CIA. Thật là mỉa mai vì Thiệu thừa biết Quang là thông tín viên của CIA nằm vùng trong Dinh Độc Lập. Hưng bắt đầu tham dự những buổi họp trong dinh. Anh nhận ra rằng những vấn đề kinh tế tuy khẩn cấp nhưng không ưu tiên bằng vấn đề Bắc Việt vi phạm lệnh ngưng chiến. Hưng soạn phiếu trình thẳng lên ông Thiệu. Phiếu trình có 3 loại ưu tiên: thượng khẩn, khẩn và thường. Nếu thượng khẩn, ông Thiệu sẽ gặp hoặc xét nội trong 24 giờ. Khẩn thì vài ba ngày, nếu thường thì trong vòng 2 tuần lễ. Mỗi thứ tư có buổi họp nội các với thủ tướng, thường kéo dài cả ngày. Trong gần 2 năm trời, Hưng tham dự hội đồng nội các. Anh không thấy có lấy một buổi nào được hoàn toàn dành ra để bàn định chiến lược quốc phòng. Mặc dầu ông Kim kiêm nhiệm cả thủ tướng lẫn tổng trưởng quốc phòng và có khi thêm cả nội vụ nữa. Không khí những buổi họp thật lạ lùng. Các tổng trưởng phải bỏ rất nhiều thời giờ để bàn đến những chuyện hành chánh vụn vặt. Thí dụ như việc giải tư của công ty giấy hay quản trị xi măng Hà Tiên, hay nghiên cứu đơn xin mua đất của Mỹ để xây khách sạn Hyatt và Hilton, hoặc tìm phương cách thu hút du lịch. Không có gì tiêu biểu cho cố gắng phát họa một sách lược quốc gia cứu nước cả. Dường như thủ tướng lẫn tổng tham mưu trưởng quân đội đều đã quen với lối làm việc để cho Mỹ vẽ kế hoạch rồi thi hành một cách thụ động. Thiệu thường nói kín đáo đến chuyện thay thế mấy ông này, nhưng cảm thấy khó lòng làm được. Thiệu sợ mất điểm tựa và cố giữ những người mà ông biết sẽ không phản ông. Sau này, khi hồi tưởng lại, có lần Hưng hỏi thẳng thì Thiệu nói: ở trong quân đội còn vấn đề thâm niên, ngoài ra còn có vấn đề Nam Bắc và vấn đề tôn giáo nữa. Tôi đã là người Trung và Công giáo thì mấy ông kia phải là người Nam và Phật giáo. Để cho công việc chạy hơn, Thiệu quyết định chủ tọa hội đồng tổng trưởng 2 tuần một lần. Hưng trình lên Thiệu những biện pháp kinh tế và chuẩn bị chương trình cho buổi họp. Vấn đề cấp bách nhất là làm sao duy trì 1 triệu quân tại ngũ trong một nền kinh tế suy thoái và viện trợ bị cắt giảm rất nhiều. Chính phủ lâm vào một thế lưỡng nan. Quân đội cần quân số đông, mà nền kinh tế không đài thọ nổi. Việt Nam Cộng Hòa cần gia tăng sản xuất nhanh chóng để đền bù cho nguồn lợi chính yếu mất đi vì Mỹ rút quân và giảm viện trợ. Trong khi đó, những khoản gia beo do quân Bắc Việt chiếm đóng ở miền Nam lại làm tăng nhu cầu của quân đội. Những khoản gia beo này gây áp lực lớn lao trên phương diện kinh tế vì không có nơi nào trên đất nước
được hoàn toàn an ninh để tính chuyện trùng tu kinh tế, nhất là vùng châu thổ sông Cửu Long. Giả như quân đội Bắc Việt được dồn lại từng khu một thì đã đỡ hơn cho vấn đề an ninh. Đằng này, Hiệp định Paris để chúng được trấn đóng rải rác khắp nơi. Việt Cộng được tự do đi lại, tha hồ mà gây rối loạn và phá phách. Bộ Tổng tham mưu nhất quyết duy trì quân số nguyên vẹn, trong khi các bộ kinh tế, tài chánh và kế hoạch tính chuyện giảm quân để gia tăng sản xuất và tiết giảm ngân sách quốc gia. Các bộ cho rằng hậu cần quân đội có thể chiết giảm trước. Quân đội Hoa Kỳ thường bị chỉ trích là đã có một cái đuôi dài. Cứ một người lính đánh giặc thì có 5 người yểm trợ. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã theo hệt công thức đó, bởi vậy nên phải giảm số quân yểm trợ xuống. Thiệu bị chẹt ở thế đứng giữa. Bộ Tổng tham mưu phê bình các ông kinh tế, cho rằng các ông này quá ngây thơ. Hưng cố chứng minh rằng giảm một số quân không thực sự cần thiết ở hậu cần là điều bắt buộc trong tình trạng kinh tế hiện nay. Thiệu phải lựa chọn giữa súng và gạo. Trong vòng vài tuần lễ, ông lẳng lặng đồng ý cho giải ngũ 100.000 quân thuộc một số đơn vị địa phương quân và nghĩa quân. Đây cũng là lá bài để ông nói với Kissinger rằng Việt Nam Cộng Hòa tuân theo hiệp định và đang giải ngũ để đòi Bắc Việt cũng giải ngũ. Thiệu chỉ thị cho Bộ Tham mưu nghiên cứu lợi hại giữa tăng gia sản xuất và duy trì an ninh. Làm sao có thể sử dụng quân đội trong việc tăng gia sản xuất được? Tướng Đồn được cử sang Do Thái để nghiên cứu về những nông trại võ trang kibbutz của họ, giống như những ấp chiến lược. Quan điểm này hay nhưng rất khó áp dụng tại Việt Nam. Chiếu theo thỏa ước đình chiến, hơn 300.000 quân chính quy Bắc Việt cộng với Cộng sản miền Nam đã ở lại rải rác trên khắp lãnh thổ. Bây giờ chúng áp dụng sách lược chiến tranh trong hòa bình để làm tê liệt mọi hoạt động của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Trong tình thế đó, không thể nào xây dựng được kibbutz kiểu Do Thái. Những khoản gia beo càng ngày càng lan tràn gấp bội. Lời hứa hẹn sống chết của Mỹ là sẽ phản ứng những gì vi phạm đình chiến của Bắc Việt, chẳng thấy có động tĩnh gì cả. Trên thực tế, Cộng sản tiếp tục tăng cường ở Lào và Campuchia, chứ không rút đi 15 ngày sau khi đình chiến như Mỹ nói. Chỉ vài tuần sau khi ký hiệp định, từng đoàn xe vận tải đã bắt đầu thay dầu mỡ ở Vinh và Thanh Hóa để sửa soạn trực chỉ hướng Nam. Hồ sơ mật Dinh Độc Lập, chương 12. Nhượng thêm điểm chót. Chỉ một tháng trời sau khi ký kết hiệp định, những vi phạm của Bắc Việt đã tăng lên gấp bội, kể cả những vụ thiết lập công sự cho hỏa tiễn địa không ở phía nam vùng phi quân sự. Bắc Việt tranh thủ thời gian tiếp tục xâm nhập miền Nam trước mùa mưa. Binh sĩ và quân dụng được chuyên chở vào miền Nam qua ngã Lào, Campuchia và vùng phi quân sự. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ước tính vào mùa thu 1973, quân Bắc Việt ở miền Nam ít nhất cũng mạnh bằng lực lượng của họ trước trận tổng tấn công 1972. Dường như Nixon và Kissinger chưa bằng lòng cho Bắc Việt thông tín miền Nam ngay lúc đó, để cho uy tín của Mỹ khỏi bị tổn thương, nên họ đã muốn ngăn chặn Bắc Việt để đừng đi lẹ quá. Bởi vậy Nixon gửi một loạt khuyến cáo cho Bắc Việt về sự xâm nhập của họ và đe dọa hậu quả vô cùng trầm trọng nếu cứ tiếp tục những hành động quân sự ấy. Ủy ban đặc nhiệm Washington, Washington Special Action Group, tức là WSAG, một ủy ban liên bộ ở cấp thứ trưởng, họp tại phòng tình hình Tòa Bạch Ốc để nghiên cứu vấn đề này. Ủy ban đề nghị dội bom con đường tiếp vận ở Lào ngay khi nhóm tù binh thứ ba được trả về, và có thể dội bom ngay cả vùng phi quân sự để duy trì lệnh ngưng chiến. Theo Kissinger, thì ông đã tìm đủ cách thuyết phục Nixon rằng việc dội bom là cần thiết và tương lai Hiệp định Paris tùy thuộc vào hành động tức thời của Hoa Kỳ. Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa Trần Kim Phượng được tướng Hay, lúc đó là phó tham mưu trưởng lục quân, mời vào Ngũ Giác Đài hồi tháng 3 để cho ông biết là Hoa Kỳ sẵn sàng tái oanh tạc khi có lệnh. Đại sứ Phượng hỏi, khi nào thì có lệnh? Tướng Hay cho biết, lệnh sẽ được ban hành một ngày rất gần đây. Ông Phượng vội vàng báo cáo về Sài Gòn, nhưng rồi chẳng bao giờ có lệnh này cả. Tổng thống Nixon đã bị liên miên ám ảnh về vụ Watergate. Trong hồi ký, ông viết, tôi rất muốn nghĩ đến chuyện khác.
Hoa Kỳ đang ở tình trạng có thể tái oanh tạc Lào để trả đũa Bắc Việt vi phạm thỏa hiệp đình chiến. Nhưng Nixon không quyết định dội bom lại. Vụ Watergate đã thay thế Việt Nam trên trang nhất của báo chí. Tưởng Hài cho là nọc độc Watergate bắt nguồn từ những uẩn ức về chiến tranh Việt Nam. Nixon hoàn toàn bị cô lập trong vụ này. Kissinger nghĩ lại. Ông Nixon lúc đó thay đổi hoàn toàn. Ông ta không chịu giải quyết vấn đề Bắc Việt vi phạm một cách nhất quyết. Ông chỉ nói là không làm. Ông chỉ nói mà không làm. Nghĩ lại ta thấy vụ Watergate đã bắt đầu nung nấu từ tháng 3. Trong thời gian này, Kissinger đề cử Sven Kramer thuộc Bộ Tham mưu Hội đồng An ninh Quốc gia sang Sài Gòn nghiên cứu tình hình để xem Hoa Kỳ có nên can thiệp không. Trong buổi họp với Nhã, lúc đó là cố vấn không chính thức cho Thiệu, Kramer bàn đến câu hỏi của Nhã về vấn đề Hoa Kỳ có nhất quyết sẽ đem phi cơ oanh tạc trở lại chiến trường không. Kramer cả quyết rằng có. Thực tế thì khác hẳn. Ngày 17 tháng 4, Kissinger đề nghị với WSAG cứ tiếp tục đặt kế hoạch để đợi đến khi Bắc Việt khiêu khích trắng trợn là đem ra thi hành. Kissinger hồi tưởng lại. Tôi không biết phải làm thế nào nữa để thôi thúc Tổng thống Nixon dội bom trở lại vì tình thế đòi hỏi. Trong khi uy tín của ông ta đang giảm dần vì Watergate, vào khoảng cuối tháng 4 thì chính sách Hoa Kỳ về Việt Nam đã tan rã. Bắc Việt tiếp tục tăng cường lực lượng vào khoảng giữa tháng 4, đem 35.000 quân lính mới đổ vào miền Nam, Lào và Campuchia. Tổng số quân chiến đấu và vật dụng của họ hơn cả hồi trước trận tổng tấn công 1972. Nixon không đả động gì đến chuyện tái oanh tạc cả. Kissinger viết trong hồi ký, nếu ta quyết định tái oanh tạc, thì mục tiêu sẽ là đường mòn Hồ Chí Minh và Vinh. Cuộc oanh tạc sẽ giống như đi săn, gà tay vậy, vì các trục lộ đều đầy xe vận tải chở quân dụng vô Nam. Nixon không muốn dội bom vì Bắc Việt còn giữ một số tù binh Mỹ. Ông ta muốn đợi cho tù binh được thả hết rồi mới hành động, và thời điểm được định vào khoảng giữa tháng 4. Sau khi dội bom, Hoa Kỳ sẽ gặp Bắc Việt vào tháng 5. Chúng tôi muốn tỏ sự quyết tâm duy trì hiệp định và biểu dương lực lượng để Bắc Việt hiểu. Chúng tôi muốn thật lòng duy trì bản hiệp định, nhưng vụ Watergate đã làm cản trở. Lúc John Dean đi trình tòa cũng là lúc chấm dứt kế hoạch dội bom. Uy thế của Nixon bị giảm, đến độ ông không còn quyết định được nữa. Cộng sản Bắc Việt đã lượng định tình hình Hoa Kỳ khá chính xác, vì thường có những ông trùm chuyên về Hoa Kỳ của Nga và Đông Âu chỉ bảo. Bắc Việt chấp nhận đề nghị của Hoa Kỳ là trở lại bàn họp ở Paris ngày 17 tháng 5. Một lần nữa, Sài Gòn không được thông báo về kế hoạch này của Kissinger. Từ ngày Hoa Kỳ rút hết quân lực khỏi Việt Nam vào tháng 3 1973, thái độ chung ở Washington là để mặc cho Sài Gòn tự lực cánh sinh. Phía Việt Nam cũng cảm thấy điều đó. Khi giả từ tướng Wayne, tổng tư lệnh cuối cùng của Hoa Kỳ tại Việt Nam, lúc ông bước lên máy bay trở về nước, tướng trưởng lòng hoang mang. Ông ghi nhận với cộng sự viên, từ trước đến nay, việc triệt thoái quân Hoa Kỳ chỉ là lý thuyết, bây giờ thì mới thực sự là ta chỉ còn lại có ta. Từ nay, mình không thể xin không yểm cho những cuộc hành quân được nữa. Câu hỏi thường xuyên ở Dinh Độc Lập và của giới chính trị Sài Gòn là nước cờ sắp tới của Mỹ là gì? Chuyến đi Hà Nội của Kissinger hồi tháng 2, một tháng sau khi ký hiệp định, đã làm Thiệu băn khoăn. Theo loan báo chính thức thì Kissinger đi để tìm giải pháp thi hành hiệp định, để Bắc Việt rút quân khỏi Lào và Campuchia và thảo luận về vấn đề viện trợ kinh tế để hàn gắn vết thương chiến tranh Việt Nam. Việt Nam Cộng Hòa có thể chấp nhận việc viện trợ kinh tế cho Bắc Việt nếu Bắc Việt không xâm nhập miền Nam. Bây giờ thì Kissinger trở lại Paris. Mỗi lần Kissinger đi đâu là chính giới ở Sài Gòn cảm thấy lo lắng đến đó. Thế rồi bỗng nhiên, Bắc Việt chuyển quân chính quy ồ ạt tấn công cửa biển Sa Huỳnh, gần vùng phi quân sự. Tình quan trọng này liền được cấp báo tới những cấp lãnh đạo cao nhất của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng vẫn không thấy có phản ứng gì.
Cộng sản lại thừa thắng xông lên, chiếm luôn quận Hồng Ngự gần biên giới Campuchia hồi tháng 3. Cả hai biến cố này đều bị cố ý nhận chìm. Tình hình ở miền Nam vào cuối 1973 và đầu 1974, bên ngoài coi bộ như yên tĩnh, nhưng thật ra nó đang che giấu một sự tăng cường sôi bổng của Bắc Việt trên khắp lãnh thổ. Tại Sài Gòn, dân chúng tạm gác mọi nỗi lo âu, thưởng thức hương vị của hòa bình. Không khí ở những quán cà phê trở nên nhộn nhịp. Lệnh giới nghiêm vào lúc nửa đêm chỉ được thi hành một cách lơ là, và phòng trà đã bắt đầu mở cửa lại. Đôi khi, Hưng cũng cảm thấy thoải mái khi anh ngồi uống bia với bạn bè trong tiệm ăn nổi Mỹ Cảnh ở bờ sông Sài Gòn vào lúc chiều tối sau một ngày làm việc căng thẳng. Dòng sông lặng lẽ trôi, không còn tiếng Đại Bác và Hỏa Châu trong đêm tối nữa. Tiếng nói ồn ào của những người dưới thuyền xen lẫn tiếng chuông rung của những chiếc xe bán đồ rong trên bếp. Mùi khô mực nướng, mùi thơm hoa nhài và mùi nước mía vừa ép quyện lẫn nhau làm cho không khí thêm mời mọc, hấp dẫn. Nhà du lịch đã sửa lại khách sạn Majestic, làm thêm một quán cà phê vỉa hè quay ra bờ sông, trông hết sức thơ mộng. Giới phong lưu cũng như ái nữ của các vị đại sứ đang ngả mình trên những võng mây mới bắt, uống chanh soda và nước dừa trong quả dừa tươi, trông như một cảnh ở Hạ Uy Di. Radio phóng thanh om sòm, tuồng cải lương và những bài hát bình dân Mỹ lời Việt thay nhau làm náo động bầu không khí lúc hoàng hôn. Đài phát thanh Sài Gòn khi giải thích Hiệp định Paris đã nhấn mạnh đến tính cách độc lập của Việt Nam Cộng Hòa và đòi Bắc Việt phải tôn trọng vùng phi quân sự. Những thông báo vi phạm đình chiến đều kèm theo những tin tức quân đội Việt Nam Cộng Hòa đẩy lui Bắc Việt. Ngoài mặt, tất cả đều tốt đẹp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hàng ngày vẫn còn phóng tin, hòa bình trong danh dự, không còn đánh nhau ở chung quanh Sài Gòn nữa, phố xá yên lặng, hình ảnh những người lính Mỹ ngồi trên xe xích lô máy với tình nhân nay đã xa vắng. Một ngày trước khi Kissinger tới Paris, đại sứ Bunker thông báo cho Tổng thống Thiệu kế hoạch của Mỹ dự định họp lại với Bắc Việt, mục đích là để điều đình việc Bắc Việt thi hành đúng đắn Hiệp định Paris. Thiệu phàn nàn với Bunker rằng Hoa Kỳ đã làm ngược lại lời cam kết ở San Clemente. Trước đây, các ông hứa nếu chúng không tôn trọng đình chiến thì Hoa Kỳ sẽ trả đũa. Bây giờ các ông lại nói tới điều đình. Bunker nói là buổi họp chỉ để cải thiện việc thi hành lệnh ngưng chiến mà thôi. Thiệu tự hỏi, nếu thế thì tại sao Kissinger lại phải có mặt ở Paris? Tại sao không giao cho một người cấp nhỏ hơn, thí dụ như William Sullivan, phụ tá thứ tưởng ngoại giao, đặc trách về Đông Á và Thái Bình Dương chẳng hạn? Mỗi khi có Kissinger nhúng tay vào là Việt Nam Cộng Hòa bị thiệt thòi. Bây giờ, không có lẽ Kissinger đi gặp Lê Đức Thọ để lại nhượng bộ thêm nữa hay sao? Thiệu bèn đoán là hồi tháng Giêng, có lẽ Kissinger đã đề nghị với Bắc Việt là cứ ký thỏa ước cho xong chuyện, rồi có gì sẽ điều đình sau. Đối với Thiệu, bản hiệp định nguyên thủy ký kết ở Paris đã là tệ lắm. Bây giờ, không lẽ Hoa Kỳ lại bắt Việt Nam Cộng Hòa nhượng bộ thêm? Phát ngôn viên chính phủ bèn được lệnh công bố, Việt Nam Cộng Hòa sẽ không nhượng bộ một ly nào nữa. Kissinger ở Paris từ 17 tháng 5 đến 13 tháng 6, với lý do là họp với Lê Đức Thọ để cải thiện việc thi hành hiệp định nhằm chấm dứt những vụ tái chiến ở Việt Nam và Campuchia. Nhưng thực ra, ông ta đang nhúng tay vào những nhượng bộ chung kết tai hại. Đến lúc này, có lẽ Kissinger chỉ nghĩ đến sự sống còn của chính ông ta. Lê Đức Thọ biết rằng Nixon không thể ra lệnh tái chiến được nữa. Thọ chỉ cần đọc tờ New York Times hay nghe Kissinger tuyên bố trên đài truyền hình Mỹ thì cũng biết Nixon đã què chân què tay rồi. Ngày 8 tháng 4, James Reston viết trên tờ Times là Nixon chỉ còn nói, chứ không thể tái diễn chiến tranh Việt Nam được nữa. Trong buổi họp báo ngày 15 tháng 3, Nixon chỉ dùng lời nói nhẹ nhàng khi bị hỏi về những vi phạm đình chiến. Tôi hy vọng rằng những vụ này không xảy ra, vì chúng có thể dẫn tới hậu quả trầm trọng. Tôi chỉ có thể nói rằng,
Căn cứ vào những hành động của tôi trong 4 năm vừa qua, Bắc Việt không nên coi nhẹ những khuyến cáo của Hoa Kỳ về vi phạm đình chiến. Bản thông cáo chung San Clemente có nói về những vụ vi phạm như sau. Những hành động nào đe dọa căn bản của bản hiệp định sẽ được đáp ứng mạnh mẽ. Tuy ở đằng sau hậu trường, Kissinger có hứa riêng với Thiệu và các viên chức cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa là nếu có chứng cớ về việc Bắc Việt thiếu thiện chí thi hành bản hiệp định, Hoa Kỳ sẽ trả đũa một cách mạnh mẽ và tàn nhẫn. Nhưng ở trước công chúng thì Kissinger lại tránh né. Không bao giờ những câu như dùng toàn lực hay trả thù một cách ác liệt được tuyên bố công khai cả. Ngược lại, trong một buổi phỏng vấn với Marvin Kaup, Kissinger lại nói ỡm ờ. Hoa Kỳ không chấm dứt cuộc chiến này để rồi lại tìm cớ tái lâm chiến. Nhưng lúc này, ta sẽ tỏ ra vô trách nhiệm nếu ta cho những kẻ gây hấn biết những gì họ có thể làm được một cách an toàn, những cái gì không. Cái chính sách thương thuyết bí mật của Kissinger hứa hẹn với cả hai bên, cả Thọ lẫn Thiệu, đôi khi trái ngược nhau, đang sắp bật mí vì không còn được yểm trợ bằng sự sử dụng quyền lực nữa. Có lần nói chuyện với Warren Nutter về sách lược ngoại giao của Kissinger, ông này cho Hưng biết đường lối ngoại giao bí mật kiểu Kissinger không thể nào thành công ở Mỹ. Bởi lẽ, những mật ước sớm muộn gì cũng phải được yểm trợ bằng những biện pháp quân sự hoặc kinh tế. Những biện pháp này thế nào cũng có lúc bị đưa ra ánh sáng. Một lý do cụ thể là khi Bộ Quốc phòng trình ngân sách lên Quốc hội, thì chắc chắn Quốc hội sẽ cố tìm ra những khoản giấu giếm che đậy. Hoặc nếu không, thì nó cũng sẽ bị tiết lộ ra cho người này hay người kia, hoặc sẽ do chính phía quốc gia thu nhận những quân cụ đó nói ra. Bởi vậy, nếu Tổng thống Hoa Kỳ không cho ít nhất một số dân biểu lãnh đạo biết và vận động sự đồng ý của họ, thì những thỏa hiệp đó sẽ bị khước từ và quốc gia sẽ phải trả một giá rất đắt. Phải biết vận động dư luận quần chúng để yểm trợ chính sách ngoại giao, chứ không phải cứ bí mật tiến hành rồi hy vọng rằng những chính sách đó sẽ được tiếp tục yểm trợ. Nhận định này quả là xác đáng nếu ta phân tích cuộc khủng hoảng mới đây của chính phủ Reagan trong việc bán khí giới cho Iran và yểm trợ nghĩa quân Contras ở Nicaragua. Sự thất bại của Kissinger được minh chứng qua những lần họp cuối cùng với Lê Đức Thọ ở Paris trong 2 tháng 5 và 6, 1973. Bắc Việt đã biết hết tủ của ông. Kissinger thì tin rằng chỉ có sự thương thuyết bí mật mới có thể chấm dứt chiến tranh được. Khi đường lối này không đi đến đâu, thì vì tự ái, ông vẫn cứ phải tiếp tục, mặc dầu cơ hội thành công rất mong manh. Trong những năm từ 1969 tới 1973, Kissinger tự trói mình trong lối thương thuyết bí mật này và cố tìm lấy một cái gì cụ thể, mặc dù nhỏ nhoi đến đâu, nhất là khi nó đã kéo dài gần 4 năm trời với sự tổn thất về nhân mạng và vật dụng tăng lên gấp bội, kèm theo số tù binh càng ngày càng nhiều, ông ta bị rơi vào cạm bẫy. Hoặc phải chứng tỏ rằng thương thuyết mật là đường lối đúng và thành công, hoặc là ông ta sẽ mất hết uy tín và quyền hành. Bởi vậy, ông ta phải sản xuất ra một thứ hiệp định, nếu không ông sẽ bị chịu về những thất bại. Cái khó khăn cho ông là Hà Nội sau nhiều lần họp kín với ông đã hiểu rõ được yếu điểm đó. Biết được như vậy, họ sẽ siết ông và không nương tay, để khi nào ông nhượng hết mới cho ông một chữ ký, một bản hiệp định. Giờ đây một lần nữa, Kissinger lại phải giáp mặt với Thọ. Hoa Kỳ dự định dội bom một tháng trời trước hội nghị, nhưng vụ Watergate đã không cho phép làm như vậy. Và cuối cùng, Hoa Kỳ không có phản ứng gì cụ thể đối với những vi phạm của Bắc Việt. Vì lẽ đó, Kissinger ở vào một vị thế không thể chống chế được nữa. Kissinger viết, sang Paris hồi tháng 5 là một thảm bại, vì nó phơi bày cái nhược điểm của ta. Ta không có chiến lược nào yểm trợ cuộc thương thuyết đó cả. Hoa Kỳ đã định dội bom một tháng trước khi thương thuyết. Trong trường hợp đó, nếu Lê Đức Thọ cứ đi họp, thì đó là dấu hiệu yếu của Bắc Việt. Nếu Thọ không đi họp, ta cứ tiếp tục dội bom. Ta muốn tái diễn lại kinh nghiệm hồi tháng Giêng.
Trong điều kiện đó, một hiệp định mới sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn. Nhưng rồi, đã đề nghị họ, Hoa Kỳ không thể hủy bỏ được vì lý do không dội bom. Bắc Việt không biết đó là chiến lược của Hoa Kỳ, thế là ta bắt buộc phải họp, một buổi họp mà ta không muốn nữa. Kissinger tin rằng, nếu Hoa Kỳ dội bom trước lúc thương thuyết, ông sẽ gặp một tay thọ khác ở bàn hội nghị. Một là hắn không tới dự và nói chỉ tới khi Hoa Kỳ ngưng dội bom, hai là hắn cứ lại, đằng nào thì cũng là dấu yếu thế của Bắc Việt. Trong điều kiện đó, ta sẽ gặt hái được kết quả có ý nghĩa hơn. Nhưng rồi không được như ý muốn. Tôi ngồi vào bàn hội nghị tay không và thọ tiếp tục đọc cho tôi nghe những tài liệu ghi nhận những yếu điểm của Hoa Kỳ. Mặt khác, vì yếu điểm nội bộ, tôi không thể để cuộc họp thất bại được. Đó là trường hợp khó khăn của ta hồi tháng 5. Kissinger không còn đất để dụng võ nữa. Nixon thì bị khóa chặt tay vì vụ Watergate và không thể có phản ứng gì đối phó với những vi phạm của Bắc Việt cả. Hưng nhớ lại, khi có tin Kissinger đi Paris, có nhiều người hỏi anh, tại sao cái ông tiến sĩ ấy lại đi gặp thọ nữa? Cái gì đã xảy ra cho Hiệp định Paris? Kissinger đang trù tính việc gì? Thực ra, Kissinger cần một văn kiện để tỏ ra mọi sự đều tiến hành tốt đẹp ở Việt Nam, và vì thế ông cần có chữ ký của Lê Đức Thọ. Cho đến bây giờ, Kissinger vẫn tin rằng có thể tìm thấy căn bản để thương thuyết với Hà Nội. Ông ta nhấn mạnh rằng, ngay đến ở Việt Nam, cũng có thể có những thực tại vượt lên trên những mối quan tâm vị kỷ, thiển cận của những người trong cuộc. Và ta cũng có thể đi đến một giải pháp ổn thỏa dựa trên thế quân bình của những đề nghị rộng lượng và nhìn xa trông rộng. Nhưng vì Kissinger không thể bắt Hà Nội thay đổi lập trường được, ông ta quay về bắt đồng minh của Hoa Kỳ là Việt Nam Cộng Hòa phải thay đổi lập trường. Miền Nam Việt Nam thì không đủ mạnh để bắt Hà Nội thay đổi thái độ và cũng không thể chống lại áp lực của Hoa Kỳ. Alan Goodman, trong một tài liệu nghiên cứu về sách lược điều đình của Hoa Kỳ, có kể lại lời nhận xét của một cộng sự viên của Kissinger như sau. Kissinger vô cùng thất vọng khi Bắc Việt đã sử dụng những cuộc họp bí mật như một dụng cụ để dò xem Hoa Kỳ có thể nhượng bộ đến mức nào. Vào lúc ký kết Hiệp định Paris, Quốc hội và dân chúng Hoa Kỳ không còn tin tưởng vào khả năng của Nixon là ông có thể giữ lời hứa về vấn đề Việt Nam nữa. Đến tháng Giêng 73, là đã đúng 4 năm Nixon tìm cách giải quyết vấn đề Việt Nam, nhưng không đi đến đâu cả. Trong 4 năm trời đó, 15.000 lính Mỹ tử trận, 10.000 bị thương, cùng với 100.000 lính Việt tử trận và 307.000 bị thương. Thế rồi bây giờ hòa bình trong danh dự lại bị tổn thương. Nhớ lại việc Hà Nội trắng trợn vi phạm hiệp định ngay sau khi ký, Kissinger viết trong hồi ký của ông. Những người lãnh đạo Bắc Việt đã chứng tỏ rằng đình chiến chỉ là trạm dừng chân, có tính cách chiến thuật trên con đường tiến tới mục tiêu cuối cùng là thanh toán cả Đông Dương bằng võ lực. Bản hiệp định Paris chưa ráo mực thì họ đã bắt đầu quên trách nhiệm của họ. Sự thật thì họ chẳng bao giờ muốn giả từ vũ khí cả. Vào khoảng tháng 3 1973, ta đã nhận thấy đình chiến chỉ là cái dù che đậy việc chuyển quân và vũ khí vào miền Nam để mưu toan tổng tấn công. Thật là trớ trêu. Trước khi ký hiệp định hồi tháng Giêng, Việt Nam Cộng Hòa đã la lối lên đúng y như vậy, bằng phản kháng, bằng thư tín, bằng báo chí, vân vân. Sài Gòn đã nói thẳng rằng Hà Nội chỉ muốn dùng hiệp định làm bàn đạp để tiến đến thôn tính toàn cõi Đông Dương. Lúc Kissinger đang làm áp lực với Thiệu, hồi tháng 10 1972, chính Hưng cũng đã viết một bài trên mục quan điểm tờ Washington Post ngày 29 tháng 10 1972. Với đề tài Hòa bình chỉ là tạm nghỉ ngơi, Peace is a pause. Nhưng Nixon và Kissinger đã gạt phắt đi, viết bao nhiêu lá thư cho Thiệu, nói nào là hiệp định có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa, nào nó phản ảnh một sự thắng trận, nào Bắc Việt sẽ và phải hoàn toàn tôn trọng, nào Nga và Tàu cũng sẽ bắt chúng tôn trọng, vân vân. Và nếu chúng vi phạm, thì khỏi nói. Thế rồi, làm đủ mọi áp lực bắt Việt Nam Cộng Hòa phải ký. Ký xong mất nước.
Rồi Kissinger mới phàn nàn rằng hiệp định chưa kịp ráo mực thì Bắc Việt đã quên trách nhiệm. Trở lại cuộc điều đình của Kissinger Thọ hồi tháng 5 và 6 1973 tại Paris. Lần này, lời đi tiếng lại giữa Thiệu và Nixon về cuộc điều đình còn gay gắt hơn hồi tháng Giêng khi hiệp định chưa ký. Việt Nam Cộng Hòa không còn bám víu vào đâu được nữa. Quân đội Mỹ đã rút hết, tù binh đã được phóng thích và Kissinger đã chỉ muốn phủi tay. Không còn bụng dạ nào để kéo dài cuộc thương thuyết hay tái diễn cảnh thả bom nữa. Nixon và Kissinger muốn lôi kéo Thiệu vào việc ký một bản gọi là tuyên cáo Communique để thay thế vào điều khoản có lợi cho Bắc Việt. Nhưng với lý do là để thực thi Hiệp định Paris. Những buổi họp ở Paris lần này được diễn ra ở hai nơi thay đổi nhau, biệt thự Leger của Bắc Việt ở Gif-sur-Yvette và trụ sở của phái đoàn Hoa Kỳ ở Saint-Nom-la-Brithage. Những buổi họp đó dài và rất tỉ mỉ, bàn cãi từng điểm, mọi điểm đều bàn đến những vi phạm và biện pháp ngăn ngừa. Bắc Việt bây giờ đòi hỏi vấn đề tù nhân chính trị ở miền Nam và việc bảo đảm vai trò chính trị của chính phủ cách mạng lâm thời phải được ghi vào bản tuyên cáo đang điều đình với Kissinger. Hai tay Kissinger Thọ đi tới một bản tuyên cáo. Ngày 21 tháng 5, Tổng thống Nixon phái William Sullivan sang Sài Gòn đem lá thư riêng cho Thiệu, kèm theo bản thảo của bản tuyên cáo nói trên. Nixon nói, trong các thư từ chúng ta trao đổi trước ngày ký kết Hiệp định Paris và ngay trong buổi họp tại Saint-Clement, tôi đã bày tỏ rõ ràng quyết tâm của tôi ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa và thi hành bản Hiệp định. Đây là một nỗ lực thực thi điều đó. Tiến sĩ Kissinger đang ở Paris thương thuyết với Bắc Việt để tìm cách cải thiện việc thi hành bản Hiệp định. Lần này Nixon không đả động đến việc Hoa Kỳ sử dụng võ lực nữa, mà lại phàn nàn về thái độ cứng rắn của phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa ở Paris và khuyến cáo Thiệu không nên vi phạm những cam kết của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trong bản hiệp định. Nixon vẫn không để lộ ra ông ta đang bị rắc rối bởi vụ Watergate. Tôi không cần nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của việc này trước công luận Hoa Kỳ hiện nay. Như ngài rõ, tôi đã công khai tuyên bố nhất quyết thi hành bản Hiệp định Paris với tất cả uy tín và thiện chí của Hoa Kỳ. Ở Hoa Kỳ sẽ không ai hiểu nổi vấn đề này nếu bây giờ sự thương thuyết bị thất bại vì những trở ngại ta có thể tránh được. Nixon dọa dẫm Thiệu một cách thẳng thừng rằng Việt Nam Cộng Hòa muốn nhận viện trợ thì phải ký vào bản thỏa ước mới. Lời dọa dẫm đó như sau. Tôi xin lặp lại rằng ước vọng duy nhất của chúng tôi là muốn thấy bản hiệp định được thi hành nghiêm chỉnh và thắt chặt tình liên đới với Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không tin rằng ngài muốn tôi phải ra trước dân chúng Hoa Kỳ để giải thích sự bế tắc của cuộc thương thuyết hiện nay ở Paris. Điều này chắc chắn sẽ đưa tới sự cắt đứt ngân khoản cho Lào và Campuchia và cuối cùng là miền Nam Việt Nam. Khi ở Saint-Clement, tôi đã nói với ngài về việc xin Quốc hội Hoa Kỳ viện trợ đầy đủ khó khăn như thế nào. Tuy nhiên, tôi cũng đã trình với ngài rằng chúng tôi sẽ dồn mọi nỗ lực không những xin đầy đủ viện trợ cho những nhu cầu hiện tại của Việt Nam Cộng Hòa, mà còn yểm trợ cho những kế hoạch kinh tế dài hạn ngài vừa công bố. Nỗ lực này đang tiến hành tốt đẹp và được đặt vào hàng ưu tiên đầu, nhưng tôi thẳng thắn khuyến cáo ngài rằng chỉ một mối bất đồng nhỏ nhoi của chúng ta trong tình thế này cũng đủ làm tiêu tan nỗ lực trên. Tôi tin chắc rằng ngài sẽ cân nhắc kỹ lưỡng điều trên khi đọc lá thư này. Thiệu không chịu chấp nhận. Không có lý do gì bắt Việt Nam Cộng Hòa ký vào bản Hiệp định Paris hồi tháng Giêng, hứa hẹn đủ điều để bảo đảm ngưng chiến. Bây giờ Hà Nội vi phạm, lại bắt Việt Nam Cộng Hòa phải điều đình lại và nhượng bộ thêm. Dùng mưu cũ, ông đề nghị một số sửa đổi cần thiết trước khi ký. Điều khoản làm Thiệu lo nhất là vụ Kissinger chịu nhượng bộ với Thọ quyền di chuyển quân qua vùng phi quân sự. Theo ý Thiệu, trong suốt thời gian thương thuyết hồi tháng Giêng và sau vụ dội bom vào dịp lễ Giáng sinh, Cộng sản chỉ nhượng bộ một điểm chính yếu là không được chuyển quân qua vùng này. Giờ đây, chỉ 4 tháng sau, Kissinger lại qua Paris và muốn nhượng bộ thêm cho chúng điểm chót. Đối với Việt Nam Cộng Hòa,
vùng phi quân sự phải được coi như một linh vật tượng trưng cho ranh giới giữa hai miền Bắc và Nam, và coi như biên giới giữa hai lãnh thổ. Sau khi chuẩn phê Hiệp định Paris ngày 24 tháng Giêng 1973, hồi đó Kissinger trở về Washington tổ chức họp báo, và để làm Thiệu hài lòng, đã tuyên bố là những điều khoản của bản hiệp định triệt để cấm việc di chuyển quân qua vùng phi quân sự trong mọi trường hợp. Giờ đây, Bắc Việt nhất định đòi cho được việc di chuyển quân dụng qua khu giới tuyến. Thiệu cười chua chát và nói với các cố vấn thân cận: làm sao quân dụng như xe tăng, tàu bò có thể đi qua vùng phi quân sự mà không có tài xế và nhân viên bảo trì đi theo? Như vậy là thực ra chúng đang đòi hỏi hủy bỏ đoạn cấm việc chuyển quân qua biên giới. Ở Dinh Độc Lập, Thiệu và bộ tham mưu của ông đã đánh hơi thấy sự mặc cả bí mật giữa Kissinger và Thọ. Mà thật đúng, vì Kissinger đã hứa với Thọ là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt những phi vụ không thám trên không phận Bắc Việt và triệt thoái những chuyên viên kỹ thuật ra khỏi miền Nam Việt Nam trong vòng một năm, nếu Hà Nội chịu thi hành bản hiệp định đã được ký hồi tháng Giêng. Thiệu không hiểu nổi lý do tại sao Kissinger lại nhượng bộ về điều khoản có tầm quan trọng sống chết cho Việt Nam Cộng Hòa. Nó đã để quân ở lại miền Nam, bây giờ lại đòi quyền tiếp viện. Ông nói với Hưng, điều khoản đó chắc phải là một phần trong toàn bộ thỏa ước để xếp đặt từ trước giữa Kissinger và Lê Đức Thọ. Khi quân đội Hoa Kỳ đã rút khỏi rồi, mọi hành động của Hoa Kỳ đều bị nghi ngờ và được phân tách để tìm lý do thầm kín tại sao họ lại làm như vậy. Thái độ đố kỵ của Kissinger đối với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và tính kiêu ngạo của ông ta làm Thiệu và các cộng sự viên bất mãn vô cùng. Tiếng đồn cho rằng Kissinger muốn cắt viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa để tăng thêm viện trợ cho Do Thái. Trong nỗ lực ổn định tình hình Trung Đông, sau khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, quân viện cho Do Thái quả thực có tăng lên ngang như số viện trợ cũ cho Sài Gòn. Kissinger còn viện cớ là phải điều đình để Cộng sản khỏi tấn công. Nhưng Thiệu vẫn không tin rằng Cộng sản có thể mở cuộc tổng tấn công trong năm 1973. Hồi tháng 5 1973, Thiệu nói với Hội đồng Nội các là Cộng sản sẽ có lợi thế hơn nếu đợi đến cuối nhiệm kỳ của Nixon. Ông tin rằng nếu làm gì sớm hơn, chúng sẽ nợ Nixon can thiệp, sợ Nixon can thiệp trở lại vào miền Nam. Ngày 30 tháng 5, Nixon lại viết một thư nữa. Lá thư này do Charles Whitehouse, phó đại sứ Hoa Kỳ, trao cho Thiệu. Một lần nữa, Nixon đòi hỏi Thiệu ký vào bản tuyên cáo. Lần này, Nixon nói với Thiệu rằng ông đã chỉ thị cho Kissinger phải trình bày những đề nghị của Việt Nam Cộng Hòa cho Bắc Việt. Nhưng nếu họ không chịu chấp nhận, thì Thiệu cũng nên ký vì văn kiện này có ích lợi cho Việt Nam Cộng Hòa và hữu dụng cho cả hai chính phủ. Nixon báo hiệu cho Thiệu biết nếu không chịu ký thì viện trợ sẽ bị cắt đứt. Lá thư được trích ra một phần như sau. Tuy nhiên, trong diễn trình của cuộc thương thuyết hiện tại, tôi tin rằng điều tốt đẹp nhất chúng ta đạt được là bản tuyên cáo đó không có điều khoản nào đi ngược lại nguyện vọng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Một bản tuyên cáo có chữ ký của đại diện Việt Nam Cộng Hòa bên cạnh chữ ký của tiến sĩ Kissinger sẽ giúp ích cho tôi vô cùng. Chúng tôi cần một cử chỉ như vậy để xin Quốc hội thông qua những chương trình tái lập hòa bình và ổn định tình thế như chúng ta đã bàn đến ở San Clemente. Vì vậy, tôi mong ngài chấp thuận bản tuyên cáo và xin ngài chỉ định đại diện của Việt Nam Cộng Hòa họp với ba phe kia tại Paris ngày 7 tháng 6. Văn kiện sẽ ký kết vào ngày 8. Trân trọng, Richard Nixon. Quốc hội Hoa Kỳ đã được dùng như một cây chùy. Thiệu vẫn khăng khăng từ chối. Ông viết một lá thư gửi Nixon ngày 2 tháng 6. Trong đó, ông lặp lại những phản đối của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và yêu cầu cho xem bản thảo tuyên cáo cuối cùng. Nixon trả lời ngay vào ngày 5 tháng 6 bằng công điện do Phó Đại sứ White House chuyển đến. Một lần nữa, Nixon lại trấn an Thiệu. Bây giờ Bắc Việt lại lờ chuyện bầu cử đi mà lại chỉ đòi những gì có lợi cho chúng, như vấn đề đòi Lộc Ninh với ẩn ý làm thủ đô cho Việt Cộng và Việt Cộng sản trú đóng tại các vùng đông dân cư. Kính thưa Tổng thống,
Xin cảm tạ lá thư của Ngài đề ngày 2 tháng 6. Trong đó, Ngài đã bày tỏ mối quan tâm của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa về hai điểm trong bản thảo tuyên cáo mà tiến sĩ Kissinger và Lê Đức Thọ đang thương thảo ở Paris. Điểm thứ nhất liên quan đến việc Ngài muốn có tham chiếu minh bạch về cuộc bầu cử. Điểm thứ hai là chống đối nỗ lực chiếm đất với mưu đồ chính trị của Cộng sản như vụ gọi vùng đất chiếm của họ là lãnh thổ và thiết lập thủ đô trên miền Nam Việt Nam. Nếu Ngài đọc bản thảo mới đây, sẽ thấy chúng tôi đã thêm một câu văn để làm sáng tỏ vấn đề bầu cử và vấn đề lãnh thổ không còn rõ rệt như trong bản thảo trước đây. Về địa danh Lộc Ninh, chúng tôi không thể hủy bỏ trên bản tuyên cáo được vì đại diện của Việt Nam Cộng Hòa trong Ủy ban Hỗn hợp Quân sự hai phe đã nhắc tới tên đó trong bản thông cáo với báo chí ngày 16 tháng 5. Tuy nhiên, địa danh đó chỉ được nhắc đến trong bản văn liên quan đến Ủy ban Hỗn hợp Quân sự hai phe và tách biệt với việc nêu danh Hà Nội để tránh sự hiểu lầm về danh xưng thủ đô. Căn cứ vào những thay đổi đó trong bản văn, tôi trân trọng yêu cầu Ngài chỉ thị cho đại diện của Việt Nam Cộng Hòa hãy cùng tiến sĩ Kissinger đến Paris ngày 7 và 8 tháng 6 để ký tên bản tuyên cáo chung đã được hai chính phủ chúng ta thỏa thuận. Trân trọng, Richard Nixon. Thiệu viết nhiều dấu hỏi trên lá thư của Nixon và duyệt bản tuyên cáo chung. Ông viết ở bên lề, có lợi cho Cộng sản nhiều quá. Và tại sao chỉ nhắc lại những gì có lợi cho Cộng sản và không nói đến việc đổi chác cho Việt Nam Cộng Hòa? Những gì Cộng sản không chiếm đoạt được vì những nguyên tắc của Hiệp định Paris, họ tìm cách chiếm đoạt trong chi tiết của bản tuyên cáo chung này. Bây giờ, họ có thể chuyển quân qua khu giới tuyến và đóng quân ở hai bên lằn ranh giới chia đôi Bắc Nam. Thiệu phản đối quy chế này, nhất là việc cho phép Bắc Việt về trú ngụ ở Sài Gòn. Tham chiếu về bầu cử có vẻ mập mờ hơn trong tài liệu mới, nhưng không có điều khoản nào ngăn ngừa sự xâm nhập của Bắc Việt vào miền Nam qua ngã Lào và Campuchia. Sau khi duyệt xét bản văn, đáng lẽ được ký vào 8 tháng 6, Thiệu viết cho Nixon ngày 6 tháng 6 như sau. Chúng tôi là nạn nhân của xâm lăng. Cộng sản xâm lăng đã trắng trợn vi phạm bản hiệp định. Tuy nhiên, vì chúng không bị trừng phạt nặng nề bởi phía ta như chúng đã được báo động trước. Giờ đây, chúng muốn đơn phương thu đoạt chiến lợi phẩm bằng bản tuyên cáo này. Cả Nixon và Kissinger nổi giận đùng đùng về chiến thuật trì hoãn của Thiệu. Nixon bèn viết cho Thiệu cùng ngày hôm đó. Kính thưa Tổng thống, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận được thư Ngài đề ngày 6 tháng 6. Như vậy, có nghĩa là Ngài từ chối ký vào bản tuyên cáo chung. Đó, tiến sĩ Kissinger và Lê Đức Thọ đã thương thuyết ở Paris. Như tôi đã nói rõ trong thư đề ngày 5 tháng 6, bản văn đã được soạn xong và không thể sửa chữa nữa. Đề nghị như Ngài trong thư là việc làm không thực tế chút nào, khi ta phải duyệt xét và thay đổi lời văn trong rất nhiều điều khoản của bản tuyên cáo. Tôi xin nhắc Ngài rằng, tất cả những đề nghị sửa đổi trước đây của Ngài đã được bằng cách này hay cách khác lồng vào bản văn mới đây. Hơn nữa, những đề nghị mới đây của Ngài không phản ảnh những sự kiện căn bản đã được trình bày rõ cho phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa. Chẳng hạn như việc Ngài muốn dùng đề nghị của Lê Đức Thọ cấm đoán việc tải binh sĩ và vật dụng chiến tranh vào miền Nam Việt Nam. Như vậy, thì đề nghị đó cấm luôn cả việc hoàn đổi quân dụng đã ghi trong điều 7 của bản hiệp định. Nếu ta chấp nhận lời văn đó, thì viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa lập tức bị cắt đứt. Tôi cảm thấy phải trình với Ngài rõ ràng, đã đến lúc bản văn phải được coi là chung kết. Mặc dù một vài hồ nghi nhỏ Ngài nêu lên, Ngài nên chỉ thị cho phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa hãy cùng tiến sĩ Kissinger ký bản tuyên cáo như hiện trạng. Nếu Ngài từ chối thì hậu quả vô cùng tai hại sẽ là không được Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ nữa. Đó là sự nhận định tình hình trung thực của tôi. Không còn lý do gì để Ngài từ chối nữa. Chúng ta đã cùng nhau đi quá xa, không thể để công cuộc này đổ vỡ trong điều kiện hiện tại. Tôi tin tưởng ở sự hiểu biết bao quát của Ngài về những quyền lợi chung của chúng ta và sẵn sàng trả lời thuận trước 12 giờ trưa ngày 7 tháng 6 giờ Sài Gòn. Trân trọng, Richard Nixon.
Một lần nữa Nixon đe dọa cắt viện trợ. Lần này có vẻ gần sự thực hơn, nhưng lá thư này vẫn không làm Thiệu xao xuyến. Ông tiếp tục từ chối ký vào bản văn và viết thư bày tỏ những phản đối của ông, đồng thời cho báo chí ở Sài Gòn nêu lên những phản đối của Việt Nam Cộng Hòa về bản tuyên cáo Kissinger đang hình thành ở Paris. Cùng ngày 7 tháng 6, Nixon trả lời Thiệu, nói sẽ đơn phương ký bản văn, không có chữ ký của Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa Tổng thống, trước khi tôi nhận được thư ngài đề ngày 7 tháng 6, và trước khi tôi có dịp duyệt xét những điểm ngài nêu lên trong thư, và trong khi phái đoàn Hoa Kỳ chuẩn bị buổi họp với Bắc Việt, tôi rất kinh ngạc khi được báo cáo rằng chính phủ ngài đã lên tiếng ở Sài Gòn, từ chối ký vào bản văn do tiến sĩ Kissinger và Lê Đức Thọ đang thảo luận ở Paris. Đọc thư ngài, tôi lại càng phiền lòng hơn, như thể ngài tố cáo chúng tôi điều đình một cách vội vã nông nổi. Sự thật là chúng tôi đã tham khảo với ngài từ tháng 4. Chúng tôi thuyết trình với phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa ở Paris hàng ngày. Trong suốt tháng 5, chúng tôi đã gửi Đại sứ Sullivan đến Sài Gòn hội kiến với ngài khi hội nghị bị bế tắc, và chúng tôi đã trao đổi thư tín với ngài gần như hàng ngày khi hội nghị được khai thông. Tất cả những quan điểm của ngài đã được nghiên cứu và nêu lên trong văn kiện mà bất cứ người quan sát vô tư nào cũng phải nhận thấy có lợi cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, quyết định của ngài đã không để cho tôi có lựa chọn nào hơn là tiếp tục đường lối hành động như sau. Tôi đã chỉ thị cho tiến sĩ Kissinger đề nghị với Lê Đức Thọ và họ sẽ ký vào bản tuyên cáo như hiện trạng. Và Hoa Kỳ và Bắc Việt sẽ công bố bản kêu gọi hai thành viên ở miền Nam Việt Nam thi hành những thỏa thuận trên. Nếu Lê Đức Thọ từ chối, chúng tôi sẽ chấm dứt hội nghị Paris bằng sự thất bại, gồm một bản văn ghi rõ sự thất bại cùng hồ sơ những văn kiện trong suốt hội nghị và hồ sơ những tham khảo của chúng tôi với ngài. Nếu Lê Đức Thọ chấp nhận, tôi cho rằng Thọ sẽ chấp nhận, thì cả thế giới sẽ nhìn về phía Việt Nam Cộng Hòa để đòi phải khai lệnh ngưng chiến và chấp hành những điều khoản ghi trong bản tuyên cáo vừa được Hoa Kỳ và Bắc Việt ký kết. Và như vậy thì tất cả hành động của ngài sẽ được phán xét, không phải như những bước tự ý đi tìm hòa bình, mà chỉ là những nhượng bộ gắng gượng. Đó là một lập trường bất lợi mà ngài đã chọn cho chính bản thân và cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi lấy làm tiếc để thông báo cho ngài biết là quyết định của ngài đã phá vỡ hy vọng về sự thỏa thuận liên quan đến Campuchia. Lập trường của ngài đã khiến Bắc Việt không còn lý do nào để thỏa thuận với Hoa Kỳ về vấn đề then chốt đó nữa. Tôi không thể lường đoán nổi hậu quả quyết định của ngài trước Quốc hội và công luận Hoa Kỳ. Hậu quả đó chắc chắn sẽ bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa và có thể gây tai họa. Tôi rất tiếc và buồn phiền khi thấy công cuộc mà chúng ta đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều nay bị sụp đổ như thế này. Xin ngài trả lời cho chúng tôi trước 8 giờ sáng ngày 8 tháng 6 giờ Paris để tiện tiến hành. Trân trọng. Thiệu phê ở ngoài lề bức thư là: chúng ta phải chuẩn bị cẩn thận cho biến cố này. Trong lá thư gửi Nixon ngày 8 tháng 6, Thiệu lại tránh né và báo cho Nixon hay rằng ông đồng ý trên nguyên tắc để Hoa Kỳ và Bắc Việt ký bản tuyên cáo, rồi kêu gọi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời chấp hành những điều khoản của bản tuyên cáo đó. Nixon vội vàng trả lời ngay, dùng đến hết mọi thứ áp lực, quốc hội, dư luận, báo chí, viện trợ. Nixon còn đe là ông sẽ công khai đối chất với Thiệu. Nếu cuộc thương thuyết này thất bại, thì sẽ có sự đối chất giữa chúng ta. Tôi sẽ bác bỏ lý do không chịu ký kết của ngài và tôi sẽ công khai tố cáo ngài đã cản trở việc đi tìm giải pháp cho hòa bình. Trong lá thư ngài có nói đến việc giải thích lập trường của ngài trước công luận. Tôi xin nhắc ngài nhớ rằng lập trường đó đã chống lại bản văn kiện chúng ta đã đồng ý. Không như lần trước, hồi tháng 10 1972, lần này chúng tôi sẽ chống đối và không ủng hộ lập trường của ngài nữa đâu. Xin ngài nhớ cho rằng Ủy ban Thượng và Hạ viện sẽ bỏ phiếu vào ngày thứ hai, ngăn cấm việc dùng ngân khoản viện trợ cho những cuộc hành quân ở Campuchia và Lào, kể cả trên không lẫn dưới bộ. Sự kiện này sẽ có ảnh hưởng đến Việt Nam Cộng Hòa, và sự ngăn cấm này có thể nới rộng ra toàn lãnh thổ Đông Dương. Quyết định không ký vào bản tuyên cáo sẽ dẫn tới những biến cố trên và sẽ gây thảm họa cho chính ngài và chính phủ của ngài.
trong chiều hướng dư luận hiện nay ở Hoa Kỳ, tất cả những gì sai lầm, bất kể lý do, dường như đều quy lỗi cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Hà Nội sẽ đòi hỏi tôi buộc ngài ký. Quốc hội và báo chí Hoa Kỳ sẽ tiếp theo. Rất có thể Quốc hội sẽ ngưng viện trợ quân sự và kinh tế cho đến khi ngài chịu ký. Do đó, tôi phải tha thiết lặp lại rằng chúng tôi cần chữ ký của phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa trên bản tuyên cáo nếu chúng ta muốn thảm họa kia không xảy ra cho ngài và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và cho tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau tìm cách hoàn thành trong 10 năm qua. Tôi cần sự chấp thuận của ngài để kịp chỉ thị cho phái đoàn Hoa Kỳ ở Paris trước 7 giờ sáng ngày 9 tháng 6 giờ Paris. Tôi mong ngài nên suy nghĩ về câu trả lời của ngài cho lá thư này, xem có phải thực sự ngài cảm thấy rằng sự chối bỏ đường lối này vì những lý do ngài đã trình bày có đáng để làm thỏa mãn những kẻ đã chống đối tất cả những gì chúng ta đã cùng chung sức theo đuổi và hàng ngàn đồng bào ta đã gục ngã vì công cuộc đó không? Trân trọng, Richard Nixon. Thiệu đọc lá thư cẩn thận, gạch dưới những đoạn ông ta không đồng ý. Ông viết bằng Anh ngữ trên phiếu chuyển của ông White House. Unbalanced and unjust, không quân bình và bất công, và viết thêm bằng nét bút chì đậm. Mỹ không để ta có lựa chọn nào khác hơn. Chấp nhận những điều khoản có lợi nhất và đừng trả lời không một cách thẳng thừng. Ở bên lề câu văn của Nixon, tôi sẽ bác bỏ lý do không chịu ký kết của ngài và tôi sẽ công khai tố cáo ngài đã cản trở việc đi tìm giải pháp cho hòa bình. Ông Thiệu phê, tại sao? Với hai dấu hỏi lớn khi Nixon viết, bản thảo được thỏa thuận và tiếp rằng lần này Hoa Kỳ sẽ chống đối và không ủng hộ lập trường của Việt Nam Cộng Hòa nữa. Ông Thiệu viết bằng tiếng Anh. Agree between who and who. Thỏa thuận giữa ai và ai. Và tiếp theo bằng tiếng Việt. Hồi tháng 10, Hoa Kỳ ủng hộ lập trường Việt Nam Cộng Hòa hồi nào? White House nhân danh Tổng thống Nixon nói với Ngoại trưởng Trần Văn Lắm. Tôi được lệnh nhắc nhở ngài rằng sẽ không còn có sự thay đổi nào trong bản văn của bản tuyên cáo nữa và sự lựa chọn của chúng ta bây giờ đã được vạch rõ trong lá thư của Tổng thống Nixon gửi Tổng thống Thiệu. Sự cách biệt giờ giấc, 12 giờ đồng hồ giữa Sài Gòn và Paris, làm chương trình làm việc rối bời. Thiệu có thể viết cho Nixon vào buổi chiều ở Sài Gòn và Nixon nhận được thư buổi sáng sớm khi ông đến văn phòng và sẽ trả lời cùng ngày hôm đó. Thư trả lời của Nixon sẽ đến Sài Gòn vào khoảng từ nửa đêm đến rạng sáng. White House ở gần nhà Ngoại trưởng Lắm, trao thư cho ông chuyển lên cho ông Thiệu, rồi theo sát ông Lắm ở nhà riêng, ở sân quần vợt hay ở tiệm ăn, để đường dây liên lạc không bị đứt quãng. Công điện mật mã được chuyển thẳng tới White House, không qua hệ thống sứ quán Hoa Kỳ. Thờ Thiệu nhận được mã hóa và chuyển thẳng tới tòa Bạch Ốc bằng đường dây cửa hậu. Ngõ hầu chỉ để những người trong cuộc đọc được những lá thư này mà thôi. Thiệu báo cho White House biết ông sẽ họp Hội đồng An ninh Quốc gia sáng sớm ngày 9 tháng 6 để trả lời thư của Nixon. White House lập tức báo cho Washington biết Thiệu muốn nhóm một buổi họp nữa trước khi trả lời. Nixon liền tống ngay một công điện khẩn, dục ông hãy đọc trước khi bước vào phòng họp, nhằm ảnh hưởng đến những tính toán của Thiệu. Thưa Tổng thống, tôi mong ngài hiểu cho rằng tôi rất thông cảm với quyết định khó khăn của ngài đối với những diễn tiến của cuộc thương thuyết ở Paris hiện nay. Tôi được biết rằng ngài sẽ họp với các cố vấn để bàn về vấn đề này vào buổi sáng, ngày 9 tháng 6. Trước buổi họp, tôi xin ngài để ý đến một vài khía cạnh sau đây. Vấn đề thứ nhất liên quan đến Quốc hội và công luận Hoa Kỳ, như tôi đã trình bày với ngài từ nhiều lần trước. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa ở đây rằng, dù quý vị cố vấn có thông cảm với mối quan tâm của ngài đến đâu đi chăng nữa, thì họ cũng không nên so sánh nó với tầm quan trọng của hậu quả từ chối, không ký vào bản tuyên cáo. Theo chiều hướng hiện nay ở Hoa Kỳ, tôi có thể tiên đoán trước rằng hậu quả đó sẽ vô cùng quan trọng. Vấn đề lưu tâm thứ hai, tôi muốn báo tin riêng với ngài là chúng tôi đã dàn xếp với Bắc Việt về việc triệt thoái quân của họ ra khỏi Lào trong vòng 60 ngày. Kể từ ngày 1 tháng 7, tôi cho đây là sự kiện vô cùng quan trọng cho Việt Nam Cộng Hòa. Cơ hội này sẽ mất nếu bản tuyên cáo không được ký kết. Cuối cùng, tôi muốn thông báo với ngài
Chúng tôi đang tiến hành công việc thương thuyết ba chiều rất phức tạp ở Campuchia. Đã có tiến bộ trong nỗ lực này, và chúng tôi mong sẽ khai thác yếu tố này để chặn trước hành động thiển cận của Quốc hội đối với vấn đề Campuchia. Bản tuyên cáo này sẽ cho chúng tôi có thì giờ để xúc tiến cuộc thương thuyết đó. Kính thưa Tổng thống, đó là một vài ý nghĩ tôi muốn chuyển đạt tới ngày sáng nay, một buổi sáng định đoạt tình giao hữu giữa hai quốc gia chúng ta. Tôi mong nó sẽ giúp ích cho sự thảo luận của quý vị. Trân trọng, Richard Nixon. Thiệu trả lời ngay, hứa sẽ ký nếu có vài thay đổi trong bản văn. Ngày 10 tháng 6, White House lại mang thư khác tới. Kính thưa Tổng thống, trong lá thư đề ngày 9 tháng 6, Ngài đã thông báo với chúng tôi bằng lòng ký kết nếu có vài thay đổi trong bản văn. Để thỏa mãn ý muốn đó, phái đoàn Hoa Kỳ ở Paris đã đề nghị những thay đổi đó với Bắc Việt. Trong một buổi họp dài và vô cùng gay gắt, những đề nghị đó đã bị bác bỏ. Trong thư trước, tôi đã nói rất thẳng thắn với Ngài rằng nếu cuộc thương thuyết này thất bại, thì hậu quả sẽ vô cùng trầm trọng, không những cho Việt Nam Cộng Hòa mà còn liên quan cả đến Lào và Campuchia. Để tránh sự đổ vỡ đó, tôi đã chỉ thị cho tiến sĩ Kissinger trì hoãn 48 giờ để trở về Washington tham khảo ý kiến. Ông Kissinger sẽ trở lại Paris vào ngày thứ ba để ký kết. Đến lúc này, chúng tôi không thể trì hoãn được nữa. Trong thời gian này, Ngài có dịp để duyệt xét lại lập trường. Tôi tin rằng Ngài sẽ cân nhắc kỹ lưỡng yếu tố tôi đã trình bày với Ngài trong những lá thư trước, cùng những yếu tố mới tôi nêu lên trong lá thư này. Tỷ như vấn đề Nga Xô và Trung Quốc hạn chế cung cấp vũ khí cho Bắc Việt. Sự hạn chế này chỉ có hiệu lực nếu chúng ta có chung một đường lối hành động và cùng đánh giá tình hình như nhau. Nếu chúng ta công khai chia rẽ, cơ hội này sẽ không còn nữa. Cũng tương tự như vậy, khả năng của chúng tôi đi vận động các quốc gia để ủng hộ lập trường Việt Nam Cộng Hòa cũng yếu đi, ngay cả trong việc chọn lựa đại diện trong Ủy ban Quốc tế Kiểm soát Đình chiến. Nhóm viện trợ kinh tế đi vận động cho các quốc gia bạn giúp đỡ những chương trình kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa cũng không còn đắc lực nữa. Tất cả những hậu quả đó đều sẽ bắt nguồn từ sự từ chối ký kết của quý chính phủ, nhất là khi lời văn của bản tuyên cáo không thêm bớt gì vào hiệp định đã được ký kết từ ngày 27 tháng Giêng. Thật ra, những điều khoản chính của bản tuyên cáo đã được rút tỉa từ bản hiệp định nêu trên. Tôi nhất quyết bác bỏ lập luận của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, cho rằng bản tuyên cáo sẽ gây thảm họa cho quý quốc. Tôi coi đó là một phỉ báng vô căn cứ đối với công cuộc thương thuyết dưới sự chỉ đạo của tôi và bao gồm cả những đề nghị của Ngài. Nếu luận điều đó được nhắc lại một cách công khai, tôi sẽ thẳng tay bác bỏ những vu cáo của Ngài. Do đó, xin Ngài quyết định, Ngài có thể lựa chọn sự đổ bể do sự chia rẽ giữa chúng ta gây ra, hoặc chỉ thị cho đại diện Việt Nam Cộng Hòa ký vào bản tuyên cáo ngày thứ ba, 12 tháng 6. Tôi tin tưởng là Ngài sẽ không nông nổi và coi nhẹ hậu quả của nó đối với mối ban giao giữa chúng ta. Chúng tôi đã đồng ý thông báo với Bắc Việt quyết định của Ngài vào ngày thứ hai, 11 tháng 6. Tôi tin rằng quyết định của Ngài sẽ không đem lại chiến thắng vẻ vang cho Hà Nội là thấy chúng ta chia rẽ nhau một cách công khai. Trân trọng, Richard Nixon. Bên lề lá thư đó, Thiệu ghi những diễn tiến đáng lẽ phải theo để thi hành thỏa ước đình chiến. Nếu những bước đó đảo lộn sẽ lợi cho Bắc Việt. Ông viết, phải là ngưng chiến thực sự, tới án binh bất động, rồi chia ranh giới vùng kiểm soát. Tại sao thứ tự này bị đảo lộn ngược như vậy? Trong thư trả lời cho Nixon đề ngày 12 tháng 6, Thiệu phàn nàn về vụ Kissinger điều đình để chia hai miền Nam Việt Nam ra thành hai lãnh thổ dưới hai chính phủ. Thiệu nhắc lại lời cam kết của Hoa Kỳ khi trước là chỉ công nhận chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là chính phủ duy nhất hợp pháp tại miền Nam Việt Nam, thư ngày 17 tháng 1, 1973. Theo ông, bản tuyên cáo sẽ cho phép Bắc Việt và chính phủ cách mạng lâm thời lập thêm một chính quyền nữa ở miền Nam. Nixon bèn tống đạt ngay cho ông Thiệu lá thư đề ngày 13 tháng 6 với lời lẽ hết sức cứng rắn, nghe như một mệnh lệnh sau cùng. Kính thưa Tổng thống, lá thư của Ngài đề ngày 12 tháng 6 là một đòn giáng mạnh vào tình bằng hữu, sự tương kính và quyền lợi chung của chúng ta. Căn cứ vào những hy sinh và rủi ro của Hoa Kỳ
phải gánh chịu vì Ngài. Tôi không thể ngờ Ngài có thể trả lời một cách tiêu cực như vậy. Tôi chẳng cần giấu giếm sự căng thẳng trong mối ban giao giữa chúng ta, vì Ngài đã hoàn toàn phủ nhận những cam kết của tôi trong việc ký kết bản tuyên cáo này. Tuy nhiên, vì hậu quả trầm trọng của sự việc này có thể coi đó như một nhạo báng đối với những cử chỉ anh hùng và tinh thần chịu đựng của hai quốc gia, tôi đã chỉ thị cho tiến sĩ Kissinger một lần nữa trì hoãn phê chuẩn bản văn và tìm cách thỏa mãn những điều kiện tối thiểu của Ngài đề ra, mặc dầu tôi coi những điều kiện đó tự nó không đủ giá trị để biện minh những rủi ro cho tôi hay cho thái độ của Ngài với chính phủ Hoa Kỳ. Tiếp đó, Nixon thông báo về phiên họp dài và gây cấn với Lê Đức Thọ vừa qua và lý do tại sao Kissinger đã thất bại trong việc đòi hỏi thay đổi điều khoản liên quan đến vị trí của những toán giám sát trong Ủy ban hỗn hợp quân sự hai phe. Tuy nhiên, Nixon cũng nói đến việc Kissinger đã thành công trong việc đòi hỏi một thay đổi quan trọng liên quan đến quyền tự quyết của dân chúng miền Nam Việt Nam. Đây là chung kết, Nixon viết tiếp. Thưa Tổng thống, thành thực mà nói, chúng tôi đã đòi hỏi được cho Ngài nhiều hơn là tôi tưởng. Nhưng được như vậy, tôi đã mang danh dự cá nhân để hứa với Bắc Việt đây là lần đề nghị thay đổi chót. Nếu Ngài tiếp tục từ chối thì coi như Ngài khước từ toàn bộ chính sách của tôi, vẫn hằng ủng hộ Ngài, quý chính phủ và quý quốc. Nếu Ngài lựa chọn đường lối tiêu cực này thì chính Ngài đã vạch ra chính sách tương lai của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Tôi sẽ bắt buộc phải chịu ý quốc hội và công luận Hoa Kỳ chỉ yểm trợ vừa đủ những nhu cầu có tính cách nhân đạo cho nhân dân miền Nam và bỏ qua những quyết định và nhiệm vụ khó khăn để viện trợ kinh tế và quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa như ta đã thảo luận ở San Clemente. Chẳng cần phải nói dài dòng, nỗ lực của chúng tôi trên toàn cõi Đông Dương sẽ chấm dứt. Tôi coi sự lựa chọn của Ngài như chống đối sự phán đoán và cam kết của chính bản thân tôi. Đây không còn là vấn đề của người đi thương thuyết hay của luật sư và chuyên viên. Đây là vấn đề giữa tôi và Ngài. Sự lựa chọn là do Ngài. Xin Ngài trả lời tôi một cách dứt khoát minh bạch trước 1 giờ sáng ngày 13 tháng 6 giờ Paris để tôi chỉ thị cho phái đoàn Hoa Kỳ ở Paris. Tôi đã chỉ thị cho tiến sĩ Kissinger sẽ cùng bác sĩ Nguyễn Lưu Viên ký kết lúc 4 giờ chiều ngày 13 giờ Paris và trở về Washington cùng ngày. Trước khi đó, ông Kissinger phải chuẩn bị văn kiện để phê chuẩn cùng với Lê Đức Thọ. Xin Ngài hiểu cho rằng tôi sẽ coi tất cả những hành động của Ngài tỉ như đề nghị giải thích, sửa đổi bản văn này nọ, trì hoãn hay những xoay sở khác của Ngài là một quyết định của Ngài cố tình chấm dứt mối ban giao hiện hữu giữa hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Tiến sĩ Kissinger đã nhận chỉ thị trở về Washington chiều mai. Tôi không chấp nhận sự trì hoãn hay thoái thác bất cứ vì lý do gì. Tôi muốn Ngài ra chỉ thị đầy đủ cho phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa ở Paris sáng ngày 13 tháng 6 giờ Paris. Trân trọng, Richard Nixon. Thiệu lo âu về bức thư trên, nhất là về câu Nixon nói ông ta coi sự trì hoãn như một quyết định cố tình để chấm dứt mọi ban giao hiện hữu giữa hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Miền Nam Việt Nam trở thành cô lập trước những quy phạm đại quy mô của Bắc Việt. Ngày 10 tháng 5 1973, Hạ viện bỏ phiếu 219 trên 188 chấm dứt việc dội bom của Hoa Kỳ ở Campuchia. Nixon phủ quyết dự luật đó. Bề ngoài, Melvin Laird, cố vấn tổng thống, tuyên bố Nixon sẽ phủ quyết bất cứ dự luật nào của Quốc hội đệ trình mà có kèm theo vấn đề dội bom Campuchia. Bên trong, Laird gửi phiếu trình lên Nixon báo động Quốc hội sẽ có thể vượt qua sự phủ quyết của ông. Thế rồi Thượng viện lại nới rộng việc cấm dội bom ở Campuchia ra, bao gồm cả lãnh thổ Lào, và cho kèm điều khoản này vào tất cả những dự luật gửi đến Tổng thống để quyền phủ quyết gặp phải khó khăn. Lãnh tụ phe đa số Dân chủ Thượng viện Mike Mansfield nổi giận, tuyên bố Thượng viện sẽ kèm tu chính này vào tất cả các dự luật. Nếu Tổng thống không muốn ngưng dội bom, nhưng muốn ngưng mọi hoạt động trong chính phủ thì cứ việc làm. Ngày 29 tháng 6, bất chợt Hạ viện lại thông qua một tu chính kèm vào dự luật cấp thêm ngân khoản cho tài khóa hiện tại của ngân sách quốc gia. Tu chính này cấm mọi hoạt động hành quân của Hoa Kỳ,
không những ở Campuchia và Lào, mà còn trên cả toàn thể lãnh thổ Đông Nam Á nữa. Thật là nguy to. Bây giờ Quốc hội lại cấm thêm cả oan tạc ở Đông Nam Á, tức gồm toàn cõi Việt Nam. Lo ngại, Tổng thống Nixon điều đình với Quốc hội bỏ tu chính đó đi và ông bằng lòng cắt đứt mọi oan tạc trên Campuchia trước ngày 15 tháng 8. Nhưng bất hạnh thay, lập trường của Nixon lại do Chủ tịch Cộng hòa Hạ viện, ông già Gerald Ford, lẩm cẩm trình bày trước Quốc hội. Nixon lúc đó lại đang nghỉ ở St. Clement cùng với Kissinger, Hay và Laird. Ông Ford viết lại về chuyện này như sau. Buổi tối, trước ngày bỏ phiếu về vụ dội bom Campuchia, tôi viết ba điểm chính của hành pháp đệ trình trước Quốc hội xuống một miếng giấy. Thứ nhất, Nixon sẽ chấp thuận ngày 15 tháng 8 là ngày chấm dứt oanh tạc. Thứ hai, việc cấm những hoạt động quân sự Hoa Kỳ bao gồm tất cả Đông Nam Á. Thứ ba, Nixon sẽ phủ quyết mọi dự luật ngưng dội bom trước ngày 15 tháng 8. Cái chết là không hiểu tại sao Ford lại dùng chữ Đông Nam Á thay vì chữ Campuchia và Lào. Ford nói là ông có đọc lại những điểm đó cho hai nhân viên tham mưu tòa Bạch Ốc và nhân viên liên lạc quốc hội của Ngũ Giác Đài để xác nhận. Sáng hôm sau, Ford lặp lại những điểm đó cho họ vì nghĩ rằng họ không thấu triệt ý nghĩa của toàn thể Đông Nam Á. Câu này đã viết rõ vào mảnh giấy, tôi còn giữ lại đây. Ngày hôm sau, sau khi nghe bài diễn văn của ông Ford đọc trước quốc hội, nhân viên của tòa Bạch Ốc là Max Fitterdorp và nhân viên liên lạc quốc hội ở Ngũ Giác Đài là John O'Mash giật mình. Họ gọi ngay cho ông Ford và nói, không được, đáng lẽ ông không nên nói toàn thể Đông Nam Á, mà chỉ nên giới hạn ở Campuchia mà thôi. Ông Ford trả lời, tôi đã lỡ nói như vậy trước quốc hội rồi. Tôi đã xác nhận và tái xác nhận với các anh, không thể nói lại được nữa, chấm dứt. Các nhân viên đó đôi co với ông Ford và nhấn mạnh, không thể để như vậy được. Ford đáp, chịu phiền vậy. Khi cuộc tranh luận ở quốc hội bắt đầu, câu hỏi đặt ra là có thật sự ông Ford đã tham khảo ý kiến của Nixon về việc này không? Được điện thoại, ông Nixon từ St. Clement gọi lại cho Ford. Theo Ford, thì ông đã nói chuyện với Nixon chừng 10 phút và lặp lại cho Nixon 3 điểm vừa trình bày trước nghị trường Hạ viện. Ông Ford cho biết. Ông Nixon đáp, được rồi. Ông Ford ngay lại quay lại nghị trường tái xác nhận những điều vừa nói và tuyên bố Tổng thống đã chấp thuận. Ông Ford viết thêm, độ 5 phút sau, tướng Hay gọi cho tôi và nói, ông không thể làm thế được, Tổng thống sẽ không chấp thuận điều này. Tôi trả lời, tôi đã nói rồi, rất tiếc không cải chính được nữa. Sau cuộc điện đàm với Tổng thống vừa rồi, tôi hiểu là Tổng thống Nixon đã chấp thuận như vậy. Ford nhớ lại giọng thất vọng của Hay và nghe ông ta nói, tôi có ngồi ngay trong văn phòng Tổng thống Nixon khi ông nói chuyện với Tổng thống bằng điện thoại. Điều mà ông vừa trình bày với Quốc hội không phải là điều mà Tổng thống hiểu ông nói như vậy. Ông Ford trả lời, rất tiếc, nhưng đó là điều phải làm. Vài phút sau, Mel Laird gọi lại cho Ford và nói, tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp, đừng lo chuyện này nữa. Hay vô cùng kinh ngạc cho rằng Laird và Ford âm mưu xuyên tạc vì những dao động nội tình đất nước. Lối chơi láo cá này không thể diễn tả nổi. Sau khi quốc hội bỏ phiếu chấp thuận việc cấm oanh tạc, Hay thất vọng và than với Nixon. Thưa Tổng thống, chúng ta đã mất toàn thể Đông Nam Á rồi. Nixon trả lời, tôi nghĩ là ông đã nói đúng. Hồ sơ mật Dinh Độc Lập, chương 13, một khoảng thời gian coi được. Ngày 24 tháng Giêng 1973, chỉ một ngày sau khi Kissinger ký tay đôi với Lê Đức Thọ vào bản hiệp định Paris, phụ tá Tổng thống Nixon, John Ehrlichman, có hỏi ông rằng, theo ông, miền Nam Việt Nam còn có thể tồn tại được bao lâu nữa? Tôi nghĩ rằng nếu họ may mắn thì được 1 năm rưỡi. Kissinger đáp lại, lời tiên tri đó quả là chính xác. Tuy bề ngoài, chính ông và Tổng thống Nixon thường nói là bản hiệp định đã cung ứng cho chính phủ Hoa Kỳ một thí cụ pháp lý, một căn bản mới để tiếp tục yểm trợ miền Nam Việt Nam cũng như cho miền Nam một cơ hội
để họ chứng tỏ sức mạnh cố hữu của họ. Nhưng đằng sau hậu trường, Kissinger chỉ nghĩ tới một thời gian tạm thỏa đáng, một khoảng thời gian coi được, a decent interval, giữa việc triệt thoái quân đội Hoa Kỳ và việc sụp đổ tất hữu của miền Nam. Quan niệm này, ông đã bắt đầu nuôi dưỡng ngay từ 1967, khi ông mới chỉ bắt đầu sờ nhẹ tay vào Việt Nam với tư cách là một cố vấn không chính thức của Tổng thống Johnson. Hồi đó, ông đã cố bí mật liên lạc với Hà Nội qua sự trung gian của hai người Pháp tên Herbert Markovitch và Raymond Aubrac. Lập trường của ông là chiến tranh ở Việt Nam chỉ có thể giải quyết được bằng giải pháp một khoảng thời gian coi được. Theo tác giả David Lando, người đã nghiên cứu kỹ và theo sát Kissinger, thì Kissinger cho rằng giải pháp duy nhất của Hoa Kỳ năm 1967 là dùng chính sách một khoảng thời gian coi được. Nói cho đơn giản hơn, chính sách đó có nghĩa là sự sụp đổ của chính phủ miền Nam, điều mà ông cho là rất có thể xảy ra nếu không phải là bắt buộc sẽ xảy ra, phải được trì hoãn lại trong một thời gian kể từ lúc Hoa Kỳ triệt thoái để cho Hoa Thịnh Đốn khỏi bị chỉ trích là đã không bảo vệ đồng minh của mình. Như vậy, điều quan trọng chính yếu của cuộc chiến, vấn đề phe nào sẽ cai trị ở miền Nam, thực ra chỉ là một điểm không đáng để ý. Điều quan trọng không phải là có nên hay không nên triệt thoái, mà là triệt thoái như thế nào và bao giờ. Xem như vậy, thì kể cả thời hạn của khoảng thời gian coi được đó cũng đã được tiên đoán ngay trong khi Hoa Kỳ còn đổ xô quân vào miền Nam và chiến tranh còn đang ở mức độ cao nhất. Khoảng thời gian coi được đã bắt đầu vào cuối tháng 3 1975, khi toán binh sĩ Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Việt Nam. Trong khoảng thời gian đó, hai trong những yếu tố quan trọng nhất đã đưa tới việc sụp đổ mau lẹ của miền Nam là kinh tế và quân sự. Dù ảnh hưởng kinh tế về việc triệt thoái đã quá lớn lao, nhưng ảnh hưởng của tình hình thiếu an ninh do giải pháp Yabel của Hiệp định Paris lại còn trầm trọng hơn nhiều. Quân đội Hoa Kỳ ra đi, mang theo với họ những khoản chi tiêu tới cả nửa tỷ đô la một năm. Lúc đó, miền Nam phải chấp nhận một hiện tượng co rút bi thảm của nền kinh tế. Vợ con binh sĩ không còn có thể đi giặt ủi hay bán thuốc lá cho lính Mỹ quanh doanh trại để thêm thắt vào đồng lương. Nạn thất nghiệp gia tăng vì đô la biến mất trên thị trường tiêu thụ. Chương trình tái thiết kinh tế nhằm vào canh nông để giải quyết nạn thất nghiệp và gia tăng sản xuất, với những kế hoạch khai thông kinh rạch, dẫn thủy nhập điền đều gặp trở ngại không thể vượt qua. Ảnh hưởng của những khoản đốm Yabel đã bắt đầu hiện ra rõ ràng, vì nó rải rác khắp nơi trong nước. Sự hiện diện của quân đội Cộng sản lan tràn đã chặn đứng lại những chương trình phát triển từ nhỏ tới lớn. Một thí dụ nhỏ là trường hợp công ty đường và xi măng Hà Tiên dưới quyền kiểm soát của Bộ Kế hoạch. Sau ngày ngưng chiến, việc cung cấp mía cho công ty đường của ở Phan Rang bị gián đoạn. Dân quê giao mía bị Việt Cộng chặn lại dọc đường và tịch thu. Xưởng xi măng Hà Tiên bị pháo kích, nhân viên bị hăm dọa, sản xuất sụt xuống 70%. Gạo từ miền Tây không tới được Sài Gòn vì quốc lộ 4 bị mìn và xe vận tải bị bắn nổ lốp. Trà và cà phê từ cao nguyên không chở xuống Sài Gòn được vì quốc lộ 14 và 20 thường bị Việt Cộng đặt mìn gây rối. Vì viện trợ của Hoa Kỳ bị cắt giảm sau Hiệp định Paris, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải mở chiến dịch xin viện trợ của các cơ quan quốc tế và các quốc gia khác. Trước hết, Sài Gòn nhìn về phía Pháp. Mối ban giao Việt-Pháp đã bị sức mẻ hồi 1966 khi tướng Nguyễn Cao Kỳ còn làm thủ tướng. Ông Thiệu muốn cải thiện mối ban giao này. Pháp cử Jean-Marie Merillon tới Sài Gòn nhậm chức đại sứ đầu tiên sau 7 năm. Ngoài ra, để bày tỏ thiện chí và đánh dấu mối ban giao mới, Pháp đề nghị cho Việt Nam Cộng Hòa vay tiền dài hạn với lãi suất thấp để tái thiết xứ sở. Vì kinh nghiệm của Hưng làm việc tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế, anh được chọn để hướng dẫn một phái đoàn của Việt Nam Cộng Hòa sang thương lượng với Pháp. Để chứng tỏ cho chính phủ về khả năng chuyên môn cũng như tư cách của lớp người mới,
Hưng hướng dẫn 7 chuyên viên xuất sắc đã từng theo học tại các đại học lớn, với đầy đủ kiến thức để thương lượng với những nhân viên cao cấp của Pháp. Chỉ sau một ngày làm việc tại Paris, anh đã nhận ngay rằng thể thức viện trợ Pháp rất khó khăn. Điều kiện của Pháp là mỗi đồng quan viện trợ của chính phủ phải kèm theo một đồng của ngân hàng tư. Thoạt nghe thì có vẻ hợp lý vì có sự tham gia của giới tư nhân. Nhưng có bắt tay vào việc mới thấy đây là một trở ngại lớn cho quốc gia nhận viện trợ. Người Pháp hãnh diện vì họ đã đóng góp 1% tổng sản lượng quốc gia cho viện trợ. Chiếu theo tiêu chuẩn Liên Hiệp Quốc ấn định cho các quốc gia đã được kỹ nghệ hóa, nhưng trên thực tế, một trở ngại lớn với viện trợ Pháp là tiền của chính phủ thì cho mượn dài hạn và lãi suất thấp, nhưng số tiền tương đương của ngân hàng tư thì lại ngắn hạn và lãi suất cao. Cho nên, xét kỹ ra thì điều kiện này không hấp dẫn như ta tưởng. Một điều kiện nữa của viện trợ Pháp là quốc gia nhận viện trợ phải dùng tiền để mua hàng của Pháp. Bởi vậy, nhìn kỹ vào thì thấy rằng chính mấy ông chủ các ngân hàng tư mới thực sự là người chấp hành những chương trình viện trợ trên thực tế. Hưng họp với các viên chức thuộc Bộ Tài chánh Pháp và sau một tuần lễ điều đình khó khăn, Pháp bằng lòng trợ cấp 130 triệu quan. Anh muốn dùng tiền này cho các chương trình canh nông để giải quyết nạn thất nghiệp. Chương trình này cần những dụng cụ để khai thông kinh rạch và dẫn thủy nhập điền. Nhưng người Pháp lại muốn bán máy truyền hình màu và điện thoại cho Hưng. Họ còn muốn bán cả những nhà máy nhiệt điện, hệ thống phát tuyến cho vô tuyến truyền hình màu và xe đạp Peugeot của Pháp nữa. Có một món hàng mà họ cố gắng dụ Hưng mua là dụng cụ điện thoại. Trong một buổi họp, anh phải nói thẳng. Thưa quý vị, hệ thống điện thoại ở Sài Gòn còn tối tân hơn cả hệ thống ở một vài khu vực ngay tại Paris. Hôm trước, cái ống nghe bằng sứ ở khách sạn tôi bị bể. Ở Sài Gòn, chúng tôi dùng ống nghe điện thoại bằng plastic. Người Pháp cũng như nhiều quốc gia khác đều cố gắng phát triển kỹ nghệ của họ qua chương trình viện trợ kinh tế. Các ông chủ ngân hàng mời Hưng đi ăn riêng ở nhà hàng Maxim và Tour d'Argent để thảo luận. Nhưng anh từ chối, nhất định đòi mang cả phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa đi theo và cho họ hay rằng anh chỉ nhận sự khoản đãi sau khi chi tiết những dự án viện trợ đã được thỏa thuận. Các ông này tìm được một người bạn học của Hưng ở Đại học Virginia trước đây tên Jerome. Anh này gọi cho Hưng ở khách sạn Claridge trên đại lộ Champs-Élysées và đề nghị đi một vòng phòng trà ở Paris để gặp những cô gái mỹ miều ở đây. Hưng trả lời, cả anh và tôi đã gặp nhiều gái đẹp ở Mỹ rồi, bây giờ không phải lúc thuận tiện. Thay vì để họ mời, Hưng yêu cầu đại sứ Việt Nam ở Pháp mở tiệc tiếp tân để khoản đãi các viên chức chính phủ và chủ ngân hàng. Trong số quan khách có cựu tổng trưởng ngoại giao Maurice Schumann, đại diện một ngân hàng tư nhân. Ông này cố gợi chuyện để gạ tài trợ dự án, nhưng Hưng đã tìm cách tránh ông ta. Vì trước đây, trong thời gian hòa đàm Paris, ông đã tỏ ra thiện cảm với Bắc Việt và Việt Cộng hơn là Việt Nam Cộng Hòa. Cuối cùng, Hưng không thỏa thuận được với người Pháp về khoản sử dụng tiền viện trợ và đồng ý là sự thảo luận sẽ được tiếp tục ở Sài Gòn. Bài học thực tế của ngoại viện là mỗi quốc gia viện trợ đều có những dự án riêng của họ nhằm tăng cường kỹ nghệ trong nước và nới rộng thị trường thế giới. Nhật Bản muốn bán nhà máy thủy điện, ngân khoản viện trợ Nhật phải được dùng để mua hàng Nhật. Trong những năm trước khi Hưng về nước, Việt Nam Cộng Hòa đã nhập cản cả triệu xe gắn máy Honda. Làm Sài Gòn có cái tên cả thế giới biết là Hondaville. Bây giờ, Nhật muốn dùng một phần của tiền viện trợ để tài trợ nhập cản thương mại. Nói trắng ra là gồm cả nhập cản phụ tùng xe gắn máy. Bởi vậy, riêng về viện trợ thì nhìn đâu cũng thấy kẹt, không thể linh động tiền viện trợ hay tìm ngân khoản để giải quyết những khan hiếm quan trọng của Sài Gòn. Về kinh tế, Việt Nam Cộng Hòa đã hoàn toàn lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Tinh thần và thực trạng lệ thuộc là một thứ ma túy ăn sâu vào guồng máy chính trị Sài Gòn. Khi Mỹ đi rồi, Sài Gòn như người bị thiếu thuốc, bất thình lình phải vật vã. Triệu chứng này đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
Cố vấn Mỹ đi rồi, căn cứ Mỹ, Đại Hàn, Úc bỏ trống như những khu phố ma. Xe vận tải cho lính Mỹ về Sài Gòn nghỉ phép không còn xuất hiện nữa, không còn trông đợi ở đâu, chỉ còn nhìn lại chính mình. Nhưng mình thì lại gầy yếu, hom hem, đất nước đã nghèo, lại bao nhiêu năm chiến tranh tàn phá, chẳng còn gì mà tự lực cánh sinh. Vào mùa hè năm 1973, nền kinh tế của miền Nam đã kiệt quệ, không còn đủ sức đương đầu với nạn thất nghiệp trồng trọng ở Sài Gòn, cũng như tiếp tế cho đoàn người di cư từ những vùng cộng sản về càng ngày càng đông. Trong khi kinh tế chới với thì lại xảy ra một biến cố lớn trên thế giới, chiến tranh Do Thái, Ai Cập, trong trận Yom Kippur vào mùa thu năm 1973. Ảnh hưởng tức thì của Yom Kippur làm giá dầu hỏa tăng vọt gấp 4 lần. Đồng bạc Việt Nam bỗng bị hạ giá quá nhanh. Trong những năm chiến tranh, phải nhập cảng hơn 800 triệu đô la một năm để nuôi dưỡng nền kinh tế. Thêm vào đó, đủ loại vật dụng tiêu thụ do hệ thống hợp tác xã quân đội Hoa Kỳ tẩu tán ra khắp nước, tạo thành một hệ thống chợ đen rất phồn thịnh. Đến năm 1973, hàng nhập cảng bị cắt đi một nửa, nguồn lợi tức chính yếu của chính phủ do thuế nhập cảng cũng bị cắt đi một nửa, không còn cách gì để bù đắp cho sự thâm thủng của ngân sách nữa. Thuế lợi tức không bao giờ thâu được một cách hữu hiệu. Lợi tức quốc gia bị thụt xuống trong khi nạn thất nghiệp gia tăng, đồng lương nhỏ nhoi của người lính thay vì được tăng lên lại thực sự bị giảm đi vì nạn lạm phát. Một người lính trung bình được lãnh 20.000 đồng một tháng, trong khi một bao gạo 50 kg giá 14.000 đồng hồi mùa hè năm 1973. Sau khi mua bao gạo, có lẽ chỉ đủ cho gia đình 5 người ăn một tháng, chẳng còn lại bao nhiêu để trả tiền nhà, thức ăn và thuốc men. Khi người Mỹ còn đó, vợ con binh sĩ có thể đi kiếm thêm bằng cách bán thuốc lá, đánh giày, chùi nhà, giặt giũ cho họ. Bây giờ, tất cả những dịch vụ đó đã hết. Để bù đắp lại phần nào cho tinh thần binh sĩ, chính phủ cho phép họ được mang gia đình đi theo và ở trong những trại gia binh. Họ phải trả tiền nhà nếu ăn trong câu lạc bộ. Nếu ăn ở nhà với vợ con thì dành dụm được chút ít. Mang gia đình theo cũng an ủi phần nào cho nỗi thống khổ của anh em quân đội. Nhưng đến khi Cộng sản tấn công, cái giá của việc để cho gia đình binh sĩ đi theo họ còn cao hơn cả giá của sự lạm phát. Hưng được một người bạn là Chu Xuân Viên kể tình trạng của một người bà con anh làm huấn luyện viên của trường bộ binh Thủ Đức. Nhiệm vụ của anh ta là hàng ngày dẫn sinh viên sĩ quan ra bãi tập huấn luyện về tác chiến. Nhưng mỗi ngày anh ta chỉ có một nắm xôi để ăn. Nắm xôi được chia ra làm 3 phần cho 3 bữa, chấm muối vừng và uống nước lạnh. Tinh thần binh sĩ suy sụp hẳn trong những năm 1973 và 1974. Gánh nặng quốc phòng tăng dần vì Bắc Việt tiếp tục duy trì áp lực qua chính sách chiến tranh trong hòa bình, tấn công du kích để kiềm chế hoạt động của chính phủ. Thí dụ, để phá hoại kỹ nghệ xuất cảng cao su, Cộng sản bắt cỡ 90% nhân công của đồn điền Michelin và công ty phải ngưng hoạt động. Đôi khi, chúng còn bắn súng cối vào các trại định cư để làm mất tinh thần dân tị nạn. Dân chúng đã hết sức nổi giận khi chúng câu đạn 61 ly vào trường tiểu học Nhị Quý ở Cai Lậy, tỉnh Định Tường, làm thiệt mạng bao nhiêu trẻ em. Ở làng khác, Cộng sản lại phao tin đồn là chính phủ bỏ thuốc độc xuống giếng nước để dân hoảng sợ và bỏ đi. Chính phủ gặp rất nhiều khó khăn khi dự định áp dụng chính sách kinh tế thời bình trong tình trạng thiếu an ninh. Giải ngũ thì không được, mà tài nguyên kinh tế thì lại không cho phép chính phủ duy trì một quân đội trên 1 triệu người. Nội các tranh luận nhiều về ưu tiên các quốc phòng và khả năng của nền kinh tế. Hưng đề nghị âm thầm giải ngũ một số nhỏ thuộc thành phần không thiết yếu của địa phương quân và nghĩa quân, chuyển một số nhân lực cần thiết vào những chương trình canh nông thay vì tăng nạn thất nghiệp ở thành thị. Tháng 10 1973, quân đội bắt đầu thành lập những toán sản xuất để đóng góp vào nền kinh tế như trồng trọt ở khu vực chung quanh đơn vị hoặc nuôi gà, heo ngay trong trại.
Ông Thiệu âm thầm cho giải ngũ 100.000 địa phương quân và chuyển họ về quê quán để cày cấy. Khẩu hiệu tay súng tay cày bắt đầu được đẩy mạnh. Vào cuối năm 1973, nhịp độ tấn công của Bắc Việt bắt đầu gia tăng. Tình báo cho hay Bắc Việt đang tăng cường lực lượng ở dọc giới tuyến và biên giới Campuchia. Hà Nội lại vừa hoàn thành hệ thống dẫn dầu dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh để tiếp tế cho chiến xa và vận tải, sẵn sàng cho quân đội của chúng tham chiến bất cứ lúc nào. Một điểm chói sáng trong nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là hy vọng vào dầu hỏa. Khi giá dầu tăng vọt, từ tháng 10 1973, chính phủ nghĩ đến chuyện gấp rút cho khai thác những giếng dầu ở ngoài khơi. Các công ty Hoa Kỳ và các nước khác xin đấu thầu vào cuối năm 1973. Và đến tháng 10 1974, công ty Pactel Việt Nam, một chi nhánh của hãng Shell, công bố giếng dầu trắc nghiệm đã sản xuất với nhịp độ 1.514 thùng dầu thô một ngày. Một chương trình ngũ niên được thiết lập để khai thác thương mại. Hình ảnh về giếng dầu Pioneer của hãng Pactel được chiếu trên đài truyền hình Việt Nam cùng với báo cáo đấu thầu của 15 công ty ngoại quốc làm cho người dân Việt Nam lên tinh thần. Họ có cảm tưởng là một ngày trong tương lai, Việt Nam Cộng Hòa sẽ không còn phụ thuộc vào dầu nhập cảng và Hoa Kỳ nữa. Việt Nam có thể quyết định một mình, không cần tham khảo người Hoa Kỳ và trút được gánh nặng của hệ thuộc. Người Hoa Kỳ sẽ phải trở lại vì dầu hỏa, đó là lý thuyết đầu tư mới. Trước đây, người Hoa Kỳ đầu tư xương máu và quân dụng ở Việt Nam. Ngày nay, họ sẽ đầu tư những món tiền đô la khổng lồ để khai thác dầu hỏa. Trong một buổi họp của nội các, Hưng được nghe có ông bạn đồng liêu nói, trước đây, Hoa Kỳ đi tìm những nguồn lợi chiến lược trong vùng này, bây giờ là nguồn lợi về tiền bạc. Có lẽ đây là một cách buộc chặt chân người Hoa Kỳ. Nhân cơ hội này, Hưng tìm cách nói khéo với các bạn đồng liêu về sự khác biệt trong việc buôn bán làm ăn giữa người Mỹ và người Việt. Người Mỹ luôn luôn nghĩ tới lợi hại. Họ sẵn sàng từ bỏ việc đầu tư nếu nó không mang lại lợi tức. Các bạn đồng liêu nhìn thấy Hoa Kỳ bỏ cả mấy trăm tỷ đô la vào Việt Nam, cho rằng họ phải tính toán cẩn thận để bảo vệ sự đầu tư của họ. Và nếu bỏ quá nhiều tiền vô, thì họ không thể bỏ đi được nữa. Hưng giải thích rằng, Hoa Kỳ không đặt tình cảm hay lòng trung thành vào các công cuộc đầu tư. Anh lấy chuyện ông hàng phở để làm thí dụ. Ở Việt Nam, một quán phở có thể là của cha truyền con nối. Nếu có nhiều lợi, thì người con sung sướng. Nếu chẳng may lỗ lã, người con đành gánh chịu và vẫn có thể tiếp tục nghề nhà, vì đây là một phần gia tài của ông cha để lại. Lời lãi không chắc luôn luôn phải là mối quan tâm chính của thành công về thương mại ở Việt Nam. Hoa Kỳ thì không thế. Lời lãi là chủ đích và là giá trị của thương mại. Một người Mỹ điều hành một trạm xăng, cho dù trạm này do ông cha để lại, nếu không có lời trong 3 tháng, anh sẽ tìm cách bán đi ngay. Trung bình, tiểu thương ở Mỹ chỉ thọ có 5 năm thôi. Hưng giải thích thêm. Không có chuyện trọng nghĩa khinh tài ở Mỹ. Tất cả đều được đo lường bằng tiền bạc. Nhưng càng ở Sài Gòn lâu, anh càng nhận thấy rõ hơn quan điểm chung của người Việt là Hoa Kỳ không thể để mất miền Nam Việt Nam được. Mặc dù đã rút quân đi, nhưng đầu tư của Hoa Kỳ vẫn còn bền bỉ và lâu dài, nhất là những đầu tư về uy tín và danh dự của quốc gia này. Kissinger có lần nói với đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Paris, mối quan tâm chính yếu của Hoa Kỳ là thấy Việt Nam Cộng Hòa tồn tại trong tự do. Mặc dù rút quân ra, nhưng chúng tôi sẽ không rút khỏi địa bàn hoạt động chính trị ở miền Nam Việt Nam đâu. Bây giờ, đầu tư bằng đô la của tư nhân Mỹ lại đổ vào Việt Nam. Có lẽ câu phương châm của Mỹ có lý, đánh một cắt, theo một đồng. Hưng nghĩ có lẽ anh đã lầm khi nghĩ rằng Mỹ sẽ bỏ Việt Nam, và lý thuyết đầu tư của những bạn đồng liêu của anh vẫn còn giá trị. Có lẽ những người bạn của anh vì đã làm việc và chiến đấu bên cạnh người Mỹ nhiều năm trong thời chiến đã hiểu ý định của họ ở Việt Nam rõ hơn anh, mặc dù anh đã ở Mỹ lâu năm. Sau khi tìm thấy dầu ở ngoài khơi, công ty Hilton lại đề nghị xây một trung tâm khách sạn và hội nghị quốc tế tại Sài Gòn.
Công ty đòi mua tòa nhà phủ thủ tướng ở gần Dinh Độc Lập. Đề nghị đó có vẻ như một chuyện khôi hài, nhưng ông Thiệu nói, cứ để Mỹ họ vào. Cho họ dễ dãi, không phải trả thuế và nhượng đất cho họ, cứ để họ vào. Công ty Hyatt thì đã hoàn thành chương trình và đồ án để xây một khách sạn tối tân, 22 tầng, 550 phòng trên khoảng đất, 5.673 thước vuông, ở góc đường Hàm Nghi và Bến Chương Dương. Du khách có thể nhìn khung cảnh ngoạn mục của sông Sài Gòn và phong cảnh hàng chục cây số ở xa. Trong một chuyến đi trực thăng ra ngoài khơi thăm giếng dầu, Hưng hỏi người phi công Mỹ rằng anh có nghĩ Việt Nam có dầu không? Anh ta trả lời, tôi không phải là một chuyên viên dầu hỏa, nhưng tôi đã bay ở ngoài khơi 20 năm nay. Hễ xứ nào có nhiều tôm lớn là xứ đó có dầu hỏa. Tôm thì sông ngòi miền Nam khỏi nói. Vào cuối năm 1974, một công ty dầu đề nghị với Hưng xin đào giếng dầu ngay ở Cần Thơ và yêu cầu anh nói với chính phủ cho họ bắt đầu ngay khỏi phải qua thủ tục đấu thầu. Họ bằng lòng trả ngay cho chính phủ 15 triệu đô la khi ký giao kèo và sau đó tiền lời thì chia đôi với chính phủ. Hưng đề nghị với ông Thiệu và được chấp thuận trên nguyên tắc. Công ty này thành lập hồ sơ và quyết định sẽ nạp đơn vào hè 75. Đó cũng là một điều bí mật khác của quốc gia, ngay ở trên đất liền cũng có dầu hỏa. Từ khi có vụ đấu thầu dầu hỏa vào tháng 7, 1973, và chính phủ đã thực sự thu được gần 50 triệu đô la do các hãng đóng khi nạp đơn và được chia lô, cơn sốt dầu hỏa đã lan ra khắp miền Nam. Các vị chỉ huy ở ngoài chiến trường nhìn thấy dàn khoan dầu hoa hồng số 9 trên TV do hãng Pactel thực hiện, 4.500 feet dưới lòng biển. Đã có lý do để nói với binh sĩ là họ chỉ còn phải chịu đựng ít lâu nữa thôi. Việt Nam sẽ có dầu hỏa và sẽ dầu có sung túc hơn vì giá dầu đang lên vùng vụt. Trong những buổi họp nội các hàng tuần, trong giờ cơm trưa, câu chuyện dầu hỏa là câu chuyện phổ thông nhất. Dầu hỏa như là thứ thuốc bổ mới, là thuốc giải độc cho tinh thần đang bị cô lập và tuyệt vọng, là một nguồn an ủi cho sự phiền muộn phải ngửa tay đi xin. Tuy nhiên, Hưng khuyến cáo các bạn đồng lưu rằng dầu hỏa có thể như con dao hai lưỡi. Đầu tư dầu hỏa của Mỹ có thể kích thích Bắc Việt tiến chiếm miền Nam lẹ hơn. Vào mùa hè 1974, giữa lúc vụ Watergate đang bùng nổ lớn, Hưng đến Washington, được cơ quan AID bảo nên nói với ông Thiệu đừng la lối về những vụ vi phạm của Bắc Việt, kẻo những người đầu tư sợ không dám bỏ vốn vào. Thật là khó xử. Một mặt những nhà quân sự nói với Hưng phải trình bày những vụ vi phạm của Bắc Việt. Mặt khác, những nhà kinh tế của Bộ Ngoại giao và AID Mỹ khuyên đừng la hoảng, kẻo đuổi những nhà đầu tư đi. Đại sứ Bunker rời Sài Gòn vào tháng 5 1973 và Graham Martin tới thay. Tháng 7 1973, Martin đã nổi tiếng từ khi còn là đại sứ ở Thái Lan. 1963-1967, ông là loại người ưa hành động, tính cương trực và rất thân cận với Nixon. Nixon biết Martin từ những năm trong thập niên 50 khi ông này còn làm tham mưu trưởng cho Thứ trưởng Ngoại giao Douglas Dillon, khi Nixon là phó tổng thống. Năm 1967, khi Nixon đi thăm Nhật Bản và Đông Nam Á với tư cách là luật sư đại diện hãng Pepsi Cola, lúc đó ông đã để ý đến cuộc tranh cử tổng thống 1968. Ông đã được Martin đón tiếp niềm nở ở Thái Lan và bàn luận rất nhiều đến những diễn biến ở Đông Dương. Nixon kính nể Martin vì ông này là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, nhưng hành động của ông lại khác hẳn truyền thống của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nixon thông báo việc bổ nhiệm này cho ông Thiệu ở San Clemente. Martin tháp tùng Kissinger trong những phiên họp chung kết của bản tuyên cáo với Lê Đức Thọ ở Paris. Martin kể lại, tôi không chịu đi dự buổi ký bản tuyên cáo đó, không biết cái gì dở hơn, hoặc là nội dung của nó, hay là việc Kissinger đơn phương đi điều đình qua mặt Việt Nam Cộng Hòa. Ở Sài Gòn, tên Martin trùng với tên nhãn hiệu cà phê của Pháp.
Vì thế ông Thiệu đặt cho người đại sứ này cái tên hiệu là ông Cà Phê. Thiệu chỉ dùng cái biệt hiệu này trong giới thân cận mà thôi. Ông có lần hỏi Hưng, anh có biết gì về ông già Cà Phê đó không? Hưng nghĩ là anh có thể nói chuyện với Martin được, vì ông này là người ở North Carolina, còn Hưng thì cũng bắt đầu đi dạy học ở North Carolina. Chắc có nhiều chuyện để nói. Hưng đoán có lẽ Martin cũng cùng mẫu người với Bunker, nhưng sẽ không hết lòng giúp đỡ như Bunker. Có lẽ ông ta sẽ giữ đúng lề lối của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp mà thôi. Nhưng ít lâu sau khi Martin tới Sài Gòn, anh đã nhận thấy ngay rằng ông khác hẳn với những gì anh đã dự đoán. Martin là một người rất hăng say trong công việc vận động cho những chương trình viện trợ. Ông ta hứa sẽ trình bày với báo chí và đích thân vận động với quốc hội. Ông ta rất mừng khi biết Hưng học ở Đại học Virginia dưới trướng của James Lexinger là đương kim Bộ trưởng Quốc phòng, và anh đã dạy học ở North Carolina. Martin còn ngạc nhiên vì Hưng là hội viên của Hội Newman, một tổ chức sinh viên công giáo cùng với nghị sĩ Ted Kennedy khi ông này còn là sinh viên của Đại học Virginia hồi 1958. Martin hỏi ngay sau khi mới gặp Hưng, anh có biết thượng nghị sĩ Kennedy đối xử với xứ anh ra sao không? Thưa ông đại sứ, lẽ dĩ nhiên tôi biết. Thoạt đầu là ông John Kennedy dẹp bỏ ông Diệm, rồi bây giờ đến ông em tìm mọi cách cắt viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Cuối năm đó, Hưng mời ông Martin đi ăn cơm ở nhà hàng Lapex, đường Đinh Tiên Hoàng. Khi nói đến Kennedy, Hưng có phàn nàn là Kennedy đã vạch lá tìm sâu, đi tiên phong trong việc đòi lại 226 triệu Mỹ Kim mà Bộ Quốc phòng đã chi cho Việt Nam Cộng Hòa trong năm cũ. Bây giờ, bắt phải lấy tiền tài khoá này để trả lại, và hỏi Martin, làm như vậy, có lẽ ông ta đã không nhận thức được rằng nếu Cộng sản chiếm được miền Nam, thì dân công giáo sẽ ra sao? Martin nói, tôi không dám chắc là anh nghĩ đúng. Hưng nghĩ đến chuyện Kennedy ở Charlottesville và nói với ông Martin rằng ông rất lo ngại Kennedy có ngày sẽ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Martin đáp, dân Mỹ không đến nỗi khờ đến thế đâu. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của Thư viện audio.net. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí. Và xin đừng sử dụng vào mục sau đích khi gặp gỡ xã giao với đại sứ Martin, Hưng ngực trở lại Washington vào tháng 7 để nghe ngóng tình hình viện trợ và để xem tòa Bạch Ốc, Quốc hội, cơ quan AID và Bộ Quốc phòng đánh giá Sài Gòn ra sao. Anh gặp Warren Nutter, là thầy đỡ đầu cũ vừa từ bỏ quốc phòng trở về đời sống giáo sư đại học tại Virginia. Ông Nutter khuyên Hưng nên gặp Melvin Ladd, là cha đẻ của kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh. Ladd được gọi vào làm cố vấn cho Nixon khi vụ Watergate nổ lớn. Hưng hy vọng rằng Ladd có thể là một đối thủ của Kissinger và ở ngay tòa Bạch Ốc. Ngoài ra, Nutter còn hy vọng rằng vì đã khai sinh ra chương trình Việt Nam hóa, Ladd sẽ muốn theo dõi nó ở Việt Nam. Thực ra, chương trình này đã gây nhiều thắc mắc lớn. Trong khi chương trình này nói là để trang bị quân đội Việt Nam, nhưng trong thực tế, nó là một lối chạy làng trang trọng của Hoa Kỳ khỏi miền Nam. Hưng theo dõi gần gũi hoạt động của Le trong nhiệm kỳ thứ nhất của Nixon. Anh nhận thấy rằng, chủ đích của ông này là triệt thoái quân đội Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam càng mau càng tốt. Ông ta không quan tâm đến vấn đề Việt Nam, mà chỉ chú trọng theo dõi ảnh hưởng của chiến tranh đối với hiện tình nội bộ của Hoa Kỳ và tư thế chính trị của Đảng Cộng Hòa. Hưng và Nutter đến gặp Ladd tại văn phòng đặt ở cánh tay của tòa Bạch Ốc. Ladd tươi cười, nhã nhặn, đặc biệt có vầng trán rất cao và rộng. Đối với người Việt thì đó là tướng rất thông minh và nhiều thủ đoạn chính trị. Nutter đã nói trước với Hưng là Ladd rất khôn ngoan và khéo léo, biết tránh và rất giỏi khi phải lựa đường đi đến mục tiêu. Hưng yêu cầu Ladd cho tiếp tục kế hoạch Việt Nam hóa giai đoạn 2 là yểm trợ những chương trình phát triển kinh tế và đồng thời tiếp tục trang bị quân sự cho miền Nam trên căn bản một đổi một của Hiệp định Paris.
Như vậy, miền Nam dần dần sẽ bớt lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Lê đáp, lẽ dĩ nhiên rồi. Thoạt đầu, Hưng thấy có thể tin tưởng ở ông này một phần nào. Nhưng càng nói chuyện lâu, Hưng càng thấy ngạc nhiên vì Lê không hiểu thấu đáo về vấn đề Việt Nam hiện tại. Lê lắng nghe kỹ càng và bày tỏ thiện cảm với Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng Hưng khó đoán ông ta nghĩ ra sao về vấn đề tiếp tục chương trình Việt Nam hóa. Hưng xin ngân khoản và quân dụng để trang bị cho hai sư đoàn tổng trừ bị, thêm vào số 13 sư đoàn đã có sẵn của Việt Nam Cộng Hòa.